Hoàng Vũ xin được kính gửi lời chào đến quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh đang cùng theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến hướng nghiệp tuyển sinh do Future Your Choice do báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cùng với sự đồng hành của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTED. Và kết thúc quý vị, chương trình của chúng tôi hiện đang được phát sóng ở hai trang thông tin. Thứ nhất đó chính là fanpage báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và thứ hai là trang fanpage của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTED. Hy vọng rằng chương trình sẽ nhận được rất nhiều những lượt tương tác, những lượt share, những lượt like, những lượt comment của tất cả quý vị về chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi quý vị nhé. Và chương trình nhằm mục tiêu mang đến cho quý vị à, phụ huynh cùng với các bạn học sinh những thông tin quan trọng về các phương thức tuyển sinh, các nhóm ngành nghề đào tạo trong mùa tuyển sinh đại học năm 2020. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị những thông tin chuyên sâu về những nhóm ngành nghề đào tạo và cụ thể hơn là những cách thức đăng ký xét tuyển như thế nào. Và thưa quý vị, nhằm giúp cho quý vị chúng ta tiệm cận nhất với nguồn thông tin giá trị và đồng thời chúng ta sẽ có một diễn đàn trao đổi cụ thể về một nhóm ngành nghề đào tạo. Thì với mỗi số phát sóng của chương trình chúng tôi sẽ tập trung vào một nhóm ngành nghề đào tạo cụ thể và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện uh, xoay quanh những uh ngành những nghề liên quan đến nhóm truyền thông đồ họa và quảng cáo với chủ đề là bạn có hợp với nhóm ngành truyền thông đồ họa quảng cáo hay không đây là một câu hỏi và vũ nghĩ đó cũng là thắc mắc là đắn đo là băn khoăn của không ít quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh vì thế hy vọng rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc của quý vị và đồng thời thỏa mãn được những uh, nhu cầu về thông tin của quý vị nếu quý vị có những thắc mắc đừng ngại ngần hãy viết ra câu hỏi của mình ở phần bình luận và chúng tôi sẽ trả lời quý vị trực tiếp trong buổi livestream ngày hôm nay quý vị nhé có một điều nữa mà vũ cũng xin được thông tin với tất cả quý vị là khác với năm số phát sóng trước và từ số phát sóng thứ sáu và cụ thể ngày hôm nay là số phát sóng thứ bảy chúng tôi sẽ chia chương trình ra làm hai phần cụ thể và với phần một của chương trình chúng tôi sẽ tập trung vào những thông tin cần thiết về quy chế tuyển sinh các phương thức xét tuyển đại học cũng như là định hướng đào tạo của các nhóm ngành tại các trường đại học và phần hai sẽ là phần chia sẻ giải đáp thông tin chuyên môn về từng ngành nghề cụ thể cũng như là những hướng dẫn những lời khuyên của các chuyên gia để giúp quý vị chúng ta có thêm sự tự tin và có thêm những kỹ năng trong việc chọn trường, chọn ngành, chọn nghề cho mình. Và thưa quý vị đến với phần 1 của chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được chào đón và xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa nguyên phó giám đốc đại quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương phó trưởng phòng tư vấn tuyển sinh trường học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh HuTech. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Anh Tuấn chuyên gia dự báo nguồn nhân lực. Đầu tiên Hoài Vũ xin được gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự chương trình. Và một lần nữa chúng tôi xin được thông tin với tất cả quý vị là hiện chương trình đang được livestream ở hai trang thông tin. Thứ nhất là fanpage báo giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và thứ hai là cổng thông tin trang fanpage à, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hutech. Hy vọng rằng quý vị sẽ thật là nhiều à, tương tác À, trò chuyện, đặt câu hỏi và táp bạn bè của mình nếu như họ đang thực sự cần thông tin liên quan đến nhóm ngành nghề đào tạo ngày hôm nay đó là truyền thông, đồ họa và quảng cáo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những thông tin tổng quan về tình hình đào tạo của các nhóm ngành truyền thông, đồ họa, quảng cáo cũng như là các phương thức xét tuyển hiện đang được các trường đại học áp dụng trong năm 2020 về nhóm ngành này. Và ngay bây giờ Vũ xin được trân trọng kính mời uh, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên phó giám đốc Đại quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ đến quý vị phụ huynh cùng với các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình những thông tin quan trọng này xin được mời thầy ạ. Ừ. Thật ra khi chúng ta nói tới đến các tên như uh, truyền thông, đồ họa, quảng cáo, thì đây là những ngành nằm trong những nhóm ngành rất lớn. Uh, ví dụ như ngành uh, đồ, đồ họa sẽ nằm trong nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng, trong đó có thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh à, hoặc là về truyền thông thì nằm trong nhóm ngành báo chí và truyền thông, trong đó có những ngành như truyền thông đa phương tiện, truyền thông đại chúng, công nghệ truyền thông, truyền thông quốc tế và kể cả cái quan hệ công chúng cũng được xếp vào nhóm ngành báo chí và truyền thông. Và quảng cáo thì chúng ta có ngành marketing, và chưa kể những ngành mới xuất hiện trong những năm gần đây, thí dụ như digital marketing chẳng hạn. Do vậy, khi đăng ký xét tuyển vào những ngành này thì các em cần phải xác định rõ là mình đăng ký vào nhỏ, ngành nào, mã số là bao nhiêu và đang được đào tạo ở trường nào. Thì những ngành này hiện nay đang được đào tạo ở rất nhiều trường. À, ví dụ như à, trường đọc mỹ thuật, trường đọc kiến trúc, à, trường đọc hoa sen, văn lang Và à, có một số trường đào tạo cả 3 ngành này, ví dụ như trường đọc khu tech, thành phố Hồ Chí Minh. Về tuyển sinh thì hiện nay, các ngành này đều tuyển sinh theo chủ yếu qua phương thức phương thức thứ nhất như phần lớn học sinh khi đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia các em lựa chọn đó là phương thức dựa trên điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì khi làm hồ sơ đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia các học sinh lớp 12 muốn đăng ký xét tuyển vào ngành nào thì cũng phải làm cái phiếu đăng ký xét tuyển vào ngành tương ứng phương thức thứ hai cũng rất phổ biến và hiện nay thì nhiều trường cũng đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, đó là phương thức xét tuyển từ học bạ trung học phổ thông. Và phương thức thứ ba là trong năm 2020 này cũng tương đối có nhiều trường sử dụng đó là phương thức xét tuyển dựa trên kỳ thi riêng mà chúng ta thường hay gọi là kỳ thi đánh giá năng lực. Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã có hơn 41.000 học sinh đăng ký dự thi trong đợt 1 sẽ tổ chức vào ngày 31 tháng 5 này và kết quả cũng sẽ được gần 60 trường đại học trên cả nước sử dụng. À, tuy nhiên thì chúng tôi cũng lưu ý là riêng đối với ngành à, thiết kế đồ họa, thì ngoài những cái tổ hợp môn truyền thống à, dùng để xét tuyển khi các em dùng à, phương thức à, à, kết quả điểm thi trung học phổ thông quốc gia hoặc là phương thức à, học bạ trung học phổ thông, thì à, đối với ngành thiết kế đồ họa thì nhiều trường còn yêu cầu à, thí sinh phải thi môn năng khiếu thường là vẽ vẽ hình họa hoặc là vẽ trang trí do vậy thì khi đăng ký xét tuyển vào các ngành liên quan đến đồ họa thì các em cũng cần tham khảo cái điều kiện tuyển sinh của nhà trường bằng các phương thức và xem là các em có cần phải đăng ký thi và dùng điểm của môn đăng ký hay không thì đó là một số thông tin về đào tạo và tuyển sinh các ngành liên quan đến truyền thông đồ họa và quảng cáo Xin được cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa và qua phần chia sẻ của thầy chúng ta có thể thấy rằng là ngành uh, truyền thông đồ họa quảng cáo là một nhóm ngành rất là năng động với rất nhiều những trường đại học hiện đang đào tạo cũng như là có nhiều phương thức để quý vị chúng ta có thể lựa chọn trong việc xét tuyển. Và tiếp theo thì uh, chúng tôi xin được à trân trọng kính mời phần chia sẻ đến từ à, thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thành hcm Hồ Chí Minh HUtech rằng là trong năm 2020 thì Hồ Tết sẽ tuyển sinh những ngành nào thuộc nhóm ngành truyền thông đồ họa và quảng cáo và thầy có thể chia sẻ nhiều hơn về những tổ hợp xét tuyển, những phương thức xét tuyển được áp dụng cho những nhóm ngành này để quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh được à, rõ hơn ạ, à. xin mời thầy. À, cảm ơn câu hỏi của bạn và MC. À, đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUtech Xin gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh, à, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình. À, thưa quý vị, HU Tất được biết đến là một trường đại học đào tạo đa ngành. À, hiện tại đến năm 2020 này thì nhà trường đang tuyển sinh và đào tạo ở hơn 45 ngành đào tạo. À, có thể nói trong suốt 45 ngành đào tạo này, à, dù cho ở lĩnh vực à, kinh tế, kỹ thuật công nghệ hay là khoa học sức khỏe hay là các lĩnh vực thuộc khoa học xã và nhân văn hay là kiến trúc mỹ thuật ứng dụng, khoa pháp lý vân vân thì cái vấn đề về kỹ năng truyền thông thương mại hóa sản phẩm và hướng nghiệp là một trong những nội dung mà chúng tôi đẩy mạnh trong chương trình đào tạo như vậy thì bên cạnh à, các học phần liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp của các bạn thì có thể nói là những những cái kỹ năng này thì chúng tôi được đẩy mạnh đào tạo cho các bạn để làm sao cho các bạn sau này ra trường thì các bạn có những kỹ năng cơ bản về marketing về thương mại về truyền thông để các bạn có thể là là là, là quảng bá tốt hơn cho sản phẩm của mình à, à như, như vậy thì đó là cái lộ trình đào tạo của nhà trường đối với những đào tạo khác à, liên quan đến cái lĩnh vực về à, truyền thông đồ họa và quảng cáo ngày hôm nay thì à, trước câu trả lời của bạn thì tôi xin chia thành hai nhóm nhỏ nhóm thứ nhất là các lĩnh vực liên quan đến ngành à, truyền thông và quảng cáo thì, thưa các bạn nếu như trong danh mục đào tạo của Hu giống như tôi vừa trình bày thì các bạn thí sinh có những cái mong muốn và quan tâm trở thành những nhà làm truyền thông những nhà làm quảng cáo hay những nhà marketer chuyên nghiệp thì các bạn có thể chọn học một số ngành à, ví dụ như thứ nhất là ngành quản trị kinh doanh à, thứ hai các bạn có thể chọn học ngành marketing thì hiện tại à, trong trong cái hai ngành này thì tổ hợp sát tuyển của chúng tôi trong năm nay sẽ áp dụng bốn tổ hợp đó là toán lý hóa toán lý anh văn sử địa và toán văn anh văn như vậy thì bốn tổ hợp này là bốn tổ hợp thí sinh có thể lựa chọn dựa trên cái năng lực học tập của mình tổ hợp nào các bạn cảm thấy tự tin nhất thì các bạn có thể đăng ký sử dụng tổ hợp đó làm điều kiện xét tuyển khi mà ứng tuyển vào trường à, cái ngành thứ hai ngành kế tiếp nữa là trong cái lĩnh vực truyền thông quảng cáo tôi có thể giới thiệu đến các bạn là à, ngành truyền thông đa phương tiện à, à, bao gồm các hướng à, nghiên cứu chuyên à, hướng nghiên cứu chuyên môn nhỏ như là sản xuất truyền hình, sản xuất phim quảng cáo hay là tổ chức sự kiện thì nếu như các bạn chọn học ngành truyền thông đa phương tiện thì chúng tôi sẽ có à bốn tổ hợp cho các bạn chọn, đầu tiên là toán lý anh, văn sử địa, toán văn anh và văn địa anh văn. Như vậy thì đó là ba ngành mà nếu như các bạn à, muốn trở thành những nhà marketing, à, những nhà làm truyền thông và quảng cáo chuyên nghiệp thì các bạn có thể chọn học ngành này. Tuy nhiên cũng có một số cái hướng nhỏ nữa. À, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn đi theo những hướng này mà các bạn có thể chọn học một số ngành thuộc về lĩnh vực về tâm lý về khoa học soi và nhân văn thì đây là những cái môn học thì nó cũng có những cái cấu trúc chương trình đào tạo nó cũng có tính chất tương đồng gần đối với những cái ngành mà chúng tôi vừa trình bày thì như vậy thì các bạn có thể nghiên cứu để mà à, thử xem năng lực của mình nó phù hợp ở cái ngưỡng như thế nào đam mê của mình nó ở mức độ như thế nào và mục tiêu hành nghề sau này là gì thì các bạn có thể chọn học những ngành này tại trường À, về à, ngành à, thiết kế đồ họa giống như thầy nghĩa vừa trao đổi thì nằm trong lĩnh vực về à, à, mỹ thuật ứng dụng thì thưa các bạn à, ngoài ngành kiến trúc ngoài ngành thiết kế nội thất ngoài ngành thiết kế thời trang ra thì ngành thiết kế đồ họa tại trường Hu Tắc thì cũng là một trong những ngành thuộc về đào tạo thế mạnh và à, chúng tôi có đầu tư những cái à, à, cơ sở vật chất tiện ích học tập cho sinh viên như vậy thì trong ngành đồ họa này chúng tôi sẽ có những cái À, tổ hợp xét tuyển đầu tiên là toán lý vẽ tổ hợp toán anh vẽ văn anh vẽ và toán văn vẽ như vậy thì đây, đây cũng là bốn tổ hợp mà các bạn thí sinh có thể lựa chọn như vậy thì à, sau khi tôi vừa trình bày xong những cái ngành đào tạo trong lĩnh vực mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay thì các bạn thí sinh và quý phụ huynh cũng nên lưu ý một số nội dung về cái à, phương thức xét tuyển của trường hưu tích trong năm 2020 này là như thế nào và tôi nghĩ à, sau phần trình bày của tôi thì à, sẽ cung cấp thêm nhiều cái hướng đi mà trước cái tình hình Covid hiện nay thì đây là một trong những giải pháp mà có thể là tăng tăng cường hơn cái cơ hội vào đại học cho các bạn thí sinh. À, đầu tiên chúng tôi sẽ xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. À, thứ hai là chúng tôi sẽ xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. À, kế tiếp nữa là chúng tôi sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường Hưu Tác tổ chức. Thì ba phương thức này thì chúng tôi sẽ dựa vào lịch tuyển sinh chung của à, của bộ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và lịch tuyển sinh chung của trường. À, chúng tôi sẽ có những thông báo cụ thể sau. Riêng phương thức thứ tư là phương thức nhiều năm qua được thí sinh và phụ huynh ưu tiên lựa chọn đó là phương thức xét tuyển học bạ. Thì chúng tôi năm nay sẽ xét tuyển học bạ dựa vào hai phương thức. À, phương thức thứ nhất của xét học bạ đó là xét tuyển dựa vào kết quả điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn. À, theo điều kiện này thì tổng điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn thì các bạn sẽ phải đạt từ 18 điểm trở lên. Cái phương thức thứ hai của xét học bạ nữa đó là À xét tuyển dựa vào điểm trung bình chung của ba học kỳ liên tục. À như vậy thì các bạn có thể à kiểm tra điểm à học kỳ 1 năm lớp 11 cộng học kỳ 2 năm lớp 11 à cộng học kỳ 1 năm lớp 12. Nếu như mình đủ điều kiện từ 18 điểm trở lên thì các bạn hoàn toàn đủ điều kiện để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường và từ ngày 16 tháng 3 thì nhà trường cũng đã chính thức mở cái cổng đăng ký trực tuyến nhận hồ sơ xét tuyển qua hình thức bưu điện hoặc là tiếp đón các trường hợp đến là hồ sơ trực tiếp tại nhà trường thì tôi nghĩ đây cũng là một số phương thức mà quý vị phụ huynh cũng nên cân nhắc lựa chọn đặc biệt là trong tình hình hiện nay đó là một vài thông tin tôi muốn chia sẻ cùng với các các bạn xin cảm ơn xin được cảm ơn phần chia sẻ đến từ thạc sĩ nguyễn trần ngọc phương và trên fanpage suốt này thì chúng ta đã bắt đầu nhận những câu hỏi từ phía các bạn học sinh và quý vị phụ huynh à thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào nhóm ngành đó là thiết kế à, truyền thông đồ họa và quảng cáo tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là mở khi mà dành thời gian để mà quý vị chúng ta nếu có những câu hỏi nào về những ngành khác những nhóm ngành đào tạo khác thì quý vị đừng ngại ngần đặt câu hỏi bởi vì không chỉ có chúng tôi làm việc không chỉ có các thầy cô trong ban tư vấn làm việc mà ở mỗi fanpage thì chúng tôi vẫn có những quản trị viên hay chúng ta hay gọi là những admin vẫn đang túc trực để trả lời hồi đáp tất cả những thắc mắc của quý vị nên nếu như mà chúng ta có thắc mắc thì đừng ngại ngần có thể là chúng ta viết ra câu hỏi của mình ở bên dưới để chúng tôi trả lời quý vị nhé ví dụ như là bạn ngô văn nguyên bạn có thắc mắc về ngành an toàn thông tin thì lúc này các admin của chúng tôi vẫn đang trả lời cho bạn à, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đến từ bạn kim nhi bạn có hỏi rằng là ngành thiết kế đồ họa có xét điểm của môn vẽ hay không và em vẽ thì không có đẹp lắm thì trường có tổ chức ôn tập hay không à, với thắc mắc này thì vũ một lần nữa xin được mời thạc sĩ nguyễn trần ngọc phương sẽ chia sẻ ạ à. À, cảm ơn câu hỏi của bạn à, và mc à, giống như là bốn tổ hợp môn tôi vừa trình bày đối với các bạn à, nếu như bạn mong muốn xét tuyển vào ngành thiết kế đồ họa thì à, các bạn phải có điểm một của môn toán lý toán lý vẽ toán anh vẽ văn anh vẽ và toán văn vẽ thì gần như là bốn tổ hợp này thì các bạn đều thấy có môn năng khiếu vẽ trong này à, nếu như vậy thì các bạn có thể có hai hình thức để mà lấy điểm để mà có điểm môn năng khiếu vẽ để mà xét tuyển vào trường cái thứ nhất là các bạn có thể đăng ký dự thi kỳ thi môn năng khiếu vẽ tại bất cứ một trường đại học nào rồi các bạn có điểm sẽ chuyển vào nhà trường để xét đó là hướng thứ nhất hướng thứ hai và hướng này chúng tôi khuyến khích các bạn nhiều hơn đó là các bạn tham gia kỳ thi môn năng khiếu vẽ do hưu tích tổ chức thời gian dự kiến của chúng tôi tổ chức môn năng khiếu vẽ này sẽ là sau khi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra cụ thể là vào khoảng những ngày cuối tuần của tháng 8 hoặc là tháng 9 năm 2020 thì bốn đợt này thì các bạn thí sinh dựa vào à, cái thời gian cá nhân của mình, à, lịch thi của những kỳ thi năng lực ví dụ như kỳ thi của Đại học Quốc gia hoặc là kỳ thi của HUtech thì các bạn có thể chọn bốn đợt, một trong bốn đợt còn lại để làm sao cho mình có điểm năng khiếu vẽ vào trường. Cái kế tiếp nữa là à, các bạn thí sinh cũng đừng có quá lo lắng bởi vì cái môn năng môn năng khiếu vẽ này à, có rất là nhiều bạn, thật ra là các bạn à, có những cái tố chất để học à, ngành đồ họa nhưng điểm môn năng khiếu vẽ thì các bạn có thể là chưa có nhiều thời gian để mà cọ sát trải nghiệm học tập thì yên tâm nhà trường có những cái khóa đào tạo có những cái khóa ôn thi à, ngắn ngày để làm sao cho các bạn có thể là có thêm những cái cơ hội có thêm những thời gian để mà học à, rèn luyện môn năng khiếu vẽ trước khi vào thời gian chính thức thì đó là thông tin tôi muốn gửi gắm cùng với mọi người xin được cảm ơn phần trả lời từ thầy sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương nếu như mà bạn Kim Nhi vẫn đang còn một chút gì đó hơi tự ti, chưa được tự tin lắm vì kỹ năng vẽ của mình thì bạn vẫn còn thời gian để luyện tập và nếu như mà chúng ta cần thêm một sự hỗ trợ về chuyên môn nữa thì có thể theo học những lớp bổ túc như mà thầy vừa chia sẻ nhé. À, tiếp theo thì Vũ sẽ đọc câu hỏi của bạn Huyền Trang, bạn có thắc mắc như thế này: Em nghe nói nhóm ngành về truyền thông quảng cáo sắp tới sẽ bảo hòa thị trường do quá đông người học Vậy thì không biết tin này đúng hay là không với thắc mắc này thì Vũ xin được mời ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia dự báo nguồn nhân lực sẽ giải đáp cho bạn ạ. À, xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình của Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh HUTED. ở à, chúng ta đã nghe tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa và thầy Nguyễn Trần Ngọc Phương của Đại học Công nghệ Hồ Tết đã nói về ba cái ngành À, thiết kế uh, truyền thông đồ họa và quảng cáo. À, tôi về phía cạnh nhân lực tôi chỉ muốn nói điều như thế này: với một cái đặc thù về cái tính sáng tạo trong tất cả các ngành nghề đều có tính sáng tạo nhưng đây là nhóm ngành có tính sáng tạo nhất do cái tính sáng tạo của trong cái nhóm ngành nghề này, này cho nên đã đưa đến cái ngành truyền thông đồ họa và quảng cáo trở thành một cái nhóm ngành không thể thiếu được trong một cái xã hội hiện đại. Một cái xã hội mà quốc gia chúng ta đang hội nhập và tiến tới công nghiệp 4.0. Phụ huynh và học sinh có để ý trong suốt một thời gian rất gần đây, chúng ta phải chống chọi với đại dịch Covid. Nhưng trong nhiều ngành chúng ta đang gặp khó khăn, ví dụ du lịch, thương mại, thì nhóm ngành truyền thông và quảng cáo trong đó có đồ họa phải tiếp tục phát triển và để cho phục vụ cho xã hội ổn định và đồng thời giữ vững cái nền kinh tế của chúng ta. Trong đó đặc biệt là lĩnh vực truyền thông vừa mang nhiệm vụ ổn định về chính trị, ổn định về xã hội và đồng thời góp phần về kinh tế. Nhóm ngành này lại kết hợp với các nhóm ngành thương mại, kinh doanh để trở thành đẩy mạnh trong cái thương mại điện tử để chúng ta thúc đẩy bán hàng. Như vậy thì không cho thấy rằng đây là một nhóm ngành hết sức cần thiết, hết sức cần thiết đúng như chỗ thầy Nguyễn Đức Nghĩa và chỗ anh lương trần ngọc phương đã nói và như vậy thì chúng ta hình dung rằng nếu trước đây nói đến truyền thông chúng ta chỉ nghĩ đến là làm báo chí bây giờ truyền thông rất rộng lớn và tác động rất nhiều lĩnh vực trong kinh tế và xã hội à, truyền thông nó gắn liền ở trong lĩnh vực về thực hành đặc biệt là lĩnh vực trong doanh nghiệp để trở thành một nhóm ngành thúc đẩy trong marketing để chúng ta thúc đẩy trong cái bán hàng sản phẩm và giải quyết sản phẩm à, hòa nhập cùng với thế giới truyền thông trong lĩnh vực về vấn đề marketing chúng ta còn phải kết hợp với lĩnh vực để 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 quảng cáo quảng bá sản phẩm và như vậy thì trong đó cái nhóm ngành đồ họa mà chúng ta tưởng rằng tách rời chỉ dùng để phục vụ cho kiến trúc phục vụ cho 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 cho, cho, cho công việc quảng cáo thì lúc này kết hợp với quảng cáo để đẩy mạnh công tác truyền thông tôi nói một điều này để cho các em phụ huynh và học sinh thấy rằng đây là một nhóm ngành thật sự hiện hữu và phát triển không ngừng không có điểm dừng trong cái xã hội hiện đại và như vậy thì hiện nay nhóm ngành này rất thu hút những con người đang học trong những lĩnh vực về khoa học xã hội, kinh tế, tài chính, kể cả kỹ thuật. Họ vẫn có thể tham gia vào nếu họ thông qua những chương trình, thí dụ như của Đọc Công nghệ Hưu chúng ta đã đào tạo. Như vậy thì cho thấy rằng là ngành này chưa bao giờ bỏ quà như cái câu hỏi của em vừa mới hỏi và ngành này đang thiếu hụt về nhân lực. Có thể đưa ra một con số như thế này. Theo đánh giá và dự báo nhân lực của chúng tôi, bình quân của nhóm ngành này về tính chuyên nghiệp thì hiện nay cần khoảng 5% trong tổng nhu cầu nhân lực của quốc gia. Còn nếu mà bán chuyên nghiệp thì chúng ta gần như con số rất lớn. Và trong đó thì các khu vực đô thị thành phố lớn thì nhu cầu nhân lực bình quân khoảng từ 6 đến 7 phần trăm đối với thành phố Hồ Chí Minh tổng nhu cầu nhân lực từ đây đến năm 2030 35 tổng nhu cầu từ 8 cho đến 10 phần như vậy là bình quân từ 30 đến 35.000 con số nghe như thế nhưng chúng ta không có nguồn nhân lực Hiện nay hệ thống đào tạo à, như lời của MC vừa mới nói, nhiều trường đào tạo à, và trong đó có đọc công nghệ hữu tết nhưng chỉ cung ứng được 40% nguồn nhân lực, đó là nguồn nhân lực về con số. Còn về chất lượng thì chúng ta phải còn tiếp tục bàn cãi cho thời kỳ sắp tới khi mà à, là đại dịch Covid đã qua, chúng ta phải tiếp tục hòa nhập vào khôi phục lại nền kinh tế, khắc phục những khó khăn thì trong đó nhóm ngành này sẽ thúc đẩy. À, như vậy thì à, trong, trong cái nhu cầu này đặc biệt một cái tôi muốn nói thêm nữa là nếu nhu cầu nhân lực bình quân của các ngành nghề đại học chỉ chiếm tỷ động khoảng từ 18 đến 20 phần trăm thì riêng nhóm ngành này đại học chiếm tỷ động từ 35 đến 40 phần trăm và kế đến là cao đẳng khoảng 30 như vậy là nhóm ngành này thu hút nhiều nhân lực ở trình độ đại học và cao đẳng vì cái tính đặc tính tư duy và sáng tạo của nó và đây là một nhóm ngành có thu nhập cao có thu nhập cao khi tốt nghiệp ra trường ở một người đại học nếu ở những ngành nghề khác đặc biệt ngành hành chính có thể mức lương từ 5 triệu đến 6 triệu nhưng riêng nhóm ngành này có thể 8, 10 triệu và con số có thể nhiều hơn thì chúng ta đủ năng lực tóm lại đây là một nhóm ngành không có bảo hòa và nhóm ngành này đang tiếp tục cần thiết tuy nhiên vấn đề đặt ra là ai yêu thích nó ai phù hợp nó học thì sẽ thành công và tôi mong rằng những người thanh niên sẽ chú trọng vào nhóm ngành này để thúc đẩy à, cho quốc gia chúng ta đặc biệt sau như tôi đã nói sau mùa đại dịch chúng ta rất cần một chiến lược rất lớn về truyền thông marketing về đồ họa về thiết kế về tái cấu trúc toàn bộ cái xã hội chúng ta cho nền kinh tế chúng ta hồi phục và phát triển xin chúc các em thành công xin được cảm ơn những thông tin đến từ ông Trần Anh Tuấn và qua phần trả lời của thầy Tuấn thì chắc là bạn Huyền Trang cũng phần nào yên tâm bởi vì là một thị trường lao động liên quan đến ngành uh, truyền thông và quảng cáo thì không bị bảo hòa như cái tin mà bạn đã nghe ai đó uh, chia sẻ ha uh, chúng ta quay trở lại với trên hai uh, fanpage của chúng tôi là fanpage Báo Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh cùng với fanpage của trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Hutech thì uh, có một người bạn rất là dễ thương bạn là Yến Phụng bạn đã tap tên rất nhiều bạn bè của mình vào rồi nói luôn có câu hỏi gì đặt ra dưới đây đi đáng yêu vô cùng và đồng thời thì có một bạn là bạn Trí Công Nguyễn là trong nhóm những bạn được táp đó thì có thắc mắc là em có khiếu về vẽ phong cảnh và thời trang vậy thì em có thể học về thiết kế đồ họa không ạ à? thầy Phương thầy nghĩ là bạn có thể học về thiết kế đồ họa không thầy à, chắc là bạn hoàn toàn đủ điều kiện đó nha dạ. Dạ. thứ hai là có một bạn nữa bạn uh, Ngô Xuân Thi thiết kế đồ họa mà em học khối C thì có được xét không ạ à? À, thiết kế đồ họa học khối C thì chắc là sẽ sẽ rất là khó bởi vì chắc chắn các bạn phải có môn năng khiếu vẽ ở yeah. trong này do yeah. vậy các bạn có thể chuyển sang học một số ngành mà có xét khối C ví dụ như truyền thông đa phương tiện hoặc là marketing rồi xong sau, sau này có một bằng đại học xong rồi thì các bạn có thể đi học thêm một cái khóa đào tạo về đồ họa à, khoảng 6 tháng nữa thì các bạn vừa có kỹ năng về marketing về truyền thông và các bạn có thể vừa có những cái kỹ năng cơ bản à, cần thiết để phục vụ cho cái lĩnh vực đồ họa của mình thì tôi nghĩ đây cũng là một hướng dạ yeah. xin được cảm ơn phần chia sẻ của thầy và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi liên quan đến ngành tổ chức sự kiện đây là một sự quan tâm của không ít các bạn trẻ bởi vì đây là một ngành rất là năng động rất sáng tạo và đòi hỏi khá nhiều về chuyên môn cũng như những trải nghiệm cá nhân thì à, câu hỏi của bạn thành danh như thế này em rất quan tâm đến ngành tổ chức sự kiện nhưng không biết làm sao để chọn được trường phù hợp và mong lời khuyên của ban tư vấn ạ à. với câu hỏi này thì vũ xin được à, mời phần chia sẻ đến từ à, tiến sĩ nguyễn đức nghĩa nguyên phó giám đốc đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh em xin mời thầy ạ. À, tất nhiên khi một học sinh đăng ký thi và rồi đăng ký xét tuyển vào một ngành nào đó, thì các em cũng cần phải và đương nhiên tất cả các thí sinh đều mong muốn là mình sẽ trúng tuyển. Đó, đó là cái, cái điều chắc chắn. À, tuy nhiên để được trúng tuyển vào ngành mà mình muốn, vào trường mà mình muốn, thì các em còn còn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố khác. À, ví dụ như À, phương thức xét tuyển à, hiện nay chúng tôi đánh giá là phương thức xét tuyển à, theo học bạ trung học phổ thông là phương thức à, khả thi nhất đặc biệt là với những em có kết quả học à, à, bậc trung học phổ thông lớp 10, lớp 11, lớp 2 à, à, hoặc là học kỳ 1 lớp 12 vừa rồi, tùy theo cái điều kiện xét tuyển của nhà trường bởi vì hiện nay nhiều trường cũng đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ học bạ trung học phổ thông còn nếu mà xét tuyển từ các phương thức khác như à, từ điểm thi trung học phổ thông quốc gia hay là từ kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực thì hiện nay các kỳ thi này chưa diễn ra, cái còn vẫn còn phải tiếp tục chờ. À, cái thứ hai nữa là nếu như xét tuyển bằng cái điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, à, chúng ta phải nói điều này bởi vì hiện nay phần lớn học sinh khi đăng ký xét tuyển vẫn dựa trên cái phương thức là điểm thi trung học phổ thông quốc gia, thì các em còn cần căn cứ trên cái điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành mà các em mong muốn ở những năm trước, bởi vì À, trên thực tế từ nhiều năm qua khi xét tuyển bằng điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì cái thứ tự về cái điểm chuẩn trúng tuyển hàng năm của những ngành ở những trường khác nhau nó cũng tương tự như nhau do vậy thì nếu như ngành này mà các em đăng ký xét tuyển ở một cái trường mà điểm chuẩn có nó liên tục nhiều năm ở cái mức rất cao thì các em cũng cần cân nhắc lại xem giữa cái học lực của mình mình có khả năng đạt được cái điểm chuẩn ở mức cao đó hay không à, hoặc là nếu mà với cái phương thức điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực thì hiện nay cũng chưa có cái chuẩn nào để so sánh qua những năm vừa rồi do cái kỳ thi đánh giá năng lực nó cũng chỉ mới được tổ chức gần đây trong những hai ba năm gần đây thôi do vậy thì tóm lại thì với cái ngành mà các em đăng, đăng, đăng ký và với cái cơ hội được xét đúng tuyển thì hiện nay chúng tôi đánh giá là các em có thể tự tin Uh, dùng cái phương thức xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông trong khi chờ đợi các phương thức khác uh, sẽ còn tiếp tục uh, uh, diễn ra sau này. Xin được cảm ơn câu trả lời đến từ thầy Nghĩa và bạn Thành Danh chắc là vẫn đang theo dõi livestream đúng không? Bởi vì bạn có thầm mê là câu hỏi của em đã được lên sóng rồi, ha ha, <laughs> dễ thương. À, chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo, à, cụ thể là các bạn Quỳnh Như bạn hỏi là cho em hỏi tổ hợp khối D mà em học ngành tài chính ngân hàng thì được không ạ? À? Thầy Phương ơi, giờ câu hỏi này thì sao thầy? <laughs> à, thật ra các ngành thuộc lĩnh vực khối kinh tế tài chính thì chúng tôi đều có sử dụng tổ hợp khối D là tổ hợp toán văn và tiếng Anh là làm tổ hợp xét tuyển. Do vậy các bạn thí sinh nào mà giỏi thứ khối D thì có thể chọn học ngành này. Dạ, và còn phụ thuộc vào cái mong muốn nguyện vọng của bạn nữa, bạn có yêu thích tài chính ngân hàng hay không, hay bạn có yêu thích một nhóm ngành nghề nào khác thì nó căn cứ vào cá nhân bạn là nhiều. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi. À, em nghĩ là sẽ có rất là nhiều ý kiến xoay quanh câu hỏi này và hy vọng là các thầy trong ban tư vấn sẽ chia sẻ cho bạn. Trong thời 4.0 này thì em muốn học ngành truyền thông đa phương tiện để làm phát thanh viên truyền hình thì có phải hơi lỗi thời không? Và có cơ hội phát triển nào khác nếu em muốn làm việc trong đài truyền hình không ạ? Dạ, bạn uh, đang quan tâm và mong muốn trở thành một phát thanh viên truyền hình và bạn lo lắng rằng là thời này học truyền thông đa phương tiện thì bị lỗi thời hay không và có một cái cơ hội phát triển nào đó để bạn muốn làm việc trong đài truyền hình à với câu hỏi này thì chắc là vũ xin được mời thầy phương trước đi ha em xin mời thầy à, câu hỏi này thật sự là nó đang mang tính rất là thời sự hiện nay à, chắc tôi xin mạn phép trao đổi một số vấn đề liên quan tới cái nội dung là những cái cơ hội việc làm À, hoặc là những cái à, à, hướng đi như thế nào để các bạn có thể làm việc trong đại truyền hình được. Còn cái câu mà lỗi thời hay không thì chắc có thể nhờ thầy Tuấn để à, là một người đi trước thì có thể là có một vài thông tin muốn chia sẻ trao đổi cùng với các bạn hơn. À, thật ra mà nói à, để làm việc trong đại truyền hình thì à, hoặc là cụ thể nhất là vai trò biên tập viên hoặc là phát thanh viên thì tôi nghĩ nó phải qua một quá trình sàng lọc. À, ở đó đòi hỏi các bạn sẽ có thứ nhất là ngoại hình, thứ hai các bạn sẽ có chất giọng, thứ ba là các bạn phải có những kỹ năng về ngôn ngữ lưu loát thì à, và giống như tôi nói lúc đầu thì các bạn phải trải qua một quá, quá trình sàng lọc, phỏng vấn rất là khắc khe như vậy thì tôi nghĩ là để làm việc được cái vai trò giống như bạn vừa nói là lỗi thời ấy, thì tôi nghĩ là phải một sự kỳ công rất là lớn thật ra à, cái hướng này ấy, thì ở trong khoa truyền thông thiết kế của Hu thì có một số bạn sinh viên ngay từ năm thứ hai thứ ba thì các bạn đã có những cái job, những cái công việc ở trong đài truyền hình rồi. À, như vậy thì các bạn sinh viên có thể là cảm thấy được rằng đây là một cái hướng không phải là lỗi thời thứ hai nữa rằng à, hiện tại nhiều khi cái vấn đề xuất phát này ra từ cái câu chuyện các bạn nói là bây giờ hiện tại người ta sẽ theo dõi những cái xu hướng ở trên mạng xã hội rồi trên youtube đồ khá là nhiều do vậy cái vai trò của ngành này thì nó còn hot hoặc là còn nóng giống như hồi trước nữa hay không thì tôi muốn khẳng định với các bạn rằng à, Bên cạnh những cái xu hướng về truyền thông, à, truyền hình theo hướng truyền thống thì bây giờ các nhà đài họ đã có những cái xu hướng ứng dụng social, ứng dụng mạng xã hội để làm sao cho cái lượng view ở trên đài truyền hình, những chương trình của mình thì nó tiếp cận với bạn đọc nhiều hơn. Do vậy tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái hướng thì nó cũng khá là phù hợp so với cái tình hình thực tế ngay bây giờ. À, ngoài cái câu chuyện đó ra thì bạn có nói là nếu muốn làm việc trong đài truyền hình thì à, à, có thể chọn những cái ngành học nào thì tôi cũng có thể gợi ý cho bạn một vài cái nhóm ngành mà mà bạn cũng có thể tìm hiểu được nếu như bạn làm việc trong cái lĩnh vực à, trong cái bộ phận kỹ thuật thì có thể chọn học một số ngành liên quan đến là điện à, à, điện tử truyền thông hoặc là công nghệ thông tin à, nếu như bạn liên quan tới hướng mà sản xuất nội dung nhiều thì có thể chọn học truyền thông đa phương tiện marketing quản trị kinh doanh hoặc là về tâm lý học hoặc là về ngôn ngữ vân vân thì đó là một số hướng đi mà tôi nghĩ rằng à, các bạn có thể lựa chọn và đặc biệt rằng à, những cái ngành đào tạo giống như tôi vừa Kể ra thì hưu tác của chúng tôi thì trong năm nay cũng có tuyển sinh và đào tạo những lĩnh vực này thì một vài thông tin muốn gửi gắm cùng với các bạn. Xin được cảm ơn thầy sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương và chúng tôi xin được mời phần tư vấn thêm đến từ ông Trần Anh Tuấn ạ. À. à xin chào em. À tôi hiểu câu hỏi của em là em muốn nói uh, trong thời đại 4.0 thì chọn ngành phát thanh viên có vẻ lạc hậu vì thế giới chúng ta đã sáng tạo ra con robot truyền thông và con robot phát thanh viên. À, tuy nhiên nếu em nhìn lại thì robot đó cũng chỉ phục vụ một phần nhỏ trong những đưa tin thông thường còn chúng ta vẫn phải tiếp tục cần những con người à, có những đầy đủ những điều kiện như à, thầy lương trần ngọc Hương của đạo công nghệ hô tết vừa nói về nguyên tắc học ngành truyền thông đa phương tiện là em có thể làm việc trong đài truyền hình à, và nhiều lĩnh vực trong lĩnh vực truyền thông à, truyền hình cũng như phát thanh và em có thể làm trong nhiều lĩnh vực khác chứ không phải chỉ có lĩnh vực về phát thanh tất nhiên em phải qua sàng lọc và những điều kiện trong cái nhu cầu nhân lực của ngành nghề đó tuyển chọn và tôi được biết rằng nhiều người học ngành truyền thông cũng đang làm việc trong lĩnh vực à, truyền hình phát thanh và đang rất thành công tại nhiều tỉnh thành và trong tương lai truyền hình chúng ta thì cũng không phải bó bó gọn trong kinh tế nhà nước mà sẽ mở rộng ra các thành phần kinh tế đặc biệt là các kinh tế ngoài nước như vậy là con đường trong truyền hình là rất rộng mở còn để trở thành một phát thanh viên thì như lời của thầy lương trần ngọc phương đã rất rõ đây là một cuộc sàng lọc, một cuộc sàng lọc phải không? Và rất nhiều yếu tố để trở thành một con người phát thanh viên và con người phát thanh viên thì không bao giờ thiếu được trong một cái xã hội truyền thông truyền hình. Dù chúng ta có tới công nghiệp 4.0 hiện đại. Như vậy vấn đề đặt ra, em có được hoài bảo, em ước mơ và chúng ta phải chia con đường đó ra để chúng ta phấn đấu và chúng ta chấp nhận những cuộc thi tuyển và các em sẽ thành công. Các em thấy có những hàng năm đài truyền hình thành phố, đài phát thanh thành phố vẫn tuyển chọn những phát thanh viên và họ cũng thông qua nhiều chương trình họ đào tạo trở thành những MC và họ đào tạo những người phát thanh viên và nhiều người cũng không phải là ở những học vị cao, không phải là những học sinh giỏi trong ngành truyền thông nhưng họ có đầy đủ tố chất và họ rèn luyện và họ thành công. À, tôi mong rằng em với những ước mơ của em thì em sẽ đạt được cái mục đích em mong muốn và tôi xin khẳng định rằng là rằng tất cả những ngành nghề trong cái nền công nghiệp 4.0 đều cần đến con người những con người có sự tư duy con người có sự phấn đấu có sự học tập có sự hành nghề có giá trị chứ không cần những con người mà chỉ có bằng cấp à, nhưng không có cái năng lực hành nghề thì với điều kiện đó em ai, ai quyết tâm ai, ai ai quyết tâm ai rèn luyện cho mình những điều kiện và phấn đấu thì chắc chắn sẽ thành công chúc em thành công <laughs> xin được cảm ơn những thông tin tư vấn từ ông trần anh tuấn và công việc của một phát thanh viên truyền hình hay là một biên tập viên truyền hình rất thú vị vũ có thể uh, dám chắc với bạn điều này và để có thể uh, tiệm cận nhất đối với ngành học này thì chúng ta có rất là nhiều cơ hội rất nhiều cánh cửa mở ra cho bạn ví dụ như về báo chí về truyền thông về quan hệ công chúng rồi về truyền thông đa phương tiện rất nhiều và nếu mà bạn thực sự yêu thích hãy dành một ít thời gian của mình để có thể tìm hiểu kỹ thông tin nhé và chúng ta À, xin phép được tạm khép lại phần 1 của chương trình chỉ là phần 1 thôi quý vị vì chúng ta chúng tôi vẫn sẽ quay trở lại cùng với quý vị ở phần 2 của chương trình trong uh, chương trình do future do choice ngày hôm nay với uh, chủ đề liên quan đến nhóm ngành truyền thông đồ họa và quảng cáo chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị trong ít phút nữa à, vũ xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy trong bài tư vấn uh, đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ngày hôm nay giải đáp những thắc mắc trả lời uh, những câu hỏi của quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh xin được cảm ơn các thầy rất là nhiều ạ và quý vị đừng đi đâu nhé chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình ạ được thành lập từ năm 1990 trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Hutech là trường đại học đào tạo đa ngành uy tín bậc nhất trong hệ thống giáo dục Việt Nam tòa lạc tại quận Bình Thạnh ngay cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh trụ sở chính 475 a Điện Biên Phủ được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại theo chuẩn quốc tế đặc biệt Hutech là trường đại học đầu tiên được cấp giấy phép đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với hai dự án Viện Công nghệ cao HUTECH và Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao HUTECH chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2017. Đây là trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và là khu học xá phức hợp gồm hệ thống giảng đường, thư viện, ký túc xá, sân thể thao, khu giải trí đảm bảo môi trường học tập hiện đại nhất. Hồ còn tiên phong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2015 trong toàn bộ hoạt động quản lý đào tạo và chương trình tiên tiến theo chuẩn của AUNQA đội ngũ giảng viên có học hàm học vị cao với 1.279 giảng viên cơ hữu, gồm 11 giáo sư, 32 phó giáo sư, 214 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ và 800 thạc sĩ. Là địa chỉ được đông đảo thí sinh ưu tiên lựa chọn trong nhiều năm qua, Hồ Tách đào tạo từ trình độ đại học thạc sĩ đến tiến sĩ với hơn 40 ngành nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế quản trị, kiến trúc mỹ thuật, khoa học sức khỏe, luật, khoa học xã hội nhân văn và ngoại ngữ. Đối với các chương trình sau đại học, Hồ tác được phép đào tạo thạc sĩ 11 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, du lịch, ngoại ngữ. Đào tạo trình độ tiến sĩ với hai chuyên ngành, kỹ thuật điện và quản trị kinh doanh. Thiết kế chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, Hồ tác chú trọng đẩy mạnh hoạt động giao lưu quốc tế, hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình kết nối đại học doanh nghiệp thông qua học kỳ doanh nghiệp tại các doanh nghiệp uy tín và ngày hội việc làm được tổ chức thường niên ngay tại trường giúp sinh viên tìm hiểu thị trường lao động, nâng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 95%. Hoạt động nghiên cứu khoa học và các sân chơi học thuật cũng được đầu tư nghiêm túc, tạo môi trường ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, truyền cảm hứng cho những công trình sáng tạo, dự án khởi nghiệp. Nhiều năm liền, Hu Tech Vinh Dự là đơn vị dẫn đầu về số lượng sinh viên nghiên cứu khoa học, kỳ liên tục thắng lớn tại giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp và không ngừng ghi dấu ấn tại các sân chơi khởi nghiệp quy mô lớn như giải thưởng tài năng Lương Văn Cang, Hutech Startup Queens, Việt Nam Startup Rio. Đặc biệt với triết lý phát triển toàn diện người học, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên Hutech có điều kiện tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng đa dạng, hệ thống phòng thu âm, tập vũ đạo, photo studio, trung tâm tập gym, khu phức hợp thể thao hiện đại cùng hơn 50 câu lạc bộ đội nhóm và các cuộc thi, sự kiện văn hóa, ngày hội thể thao được tổ chức liên tục mang đến cơ hội phát triển tối đa năng khiếu, kỹ năng văn nghệ thể thao. Thêm vào đó là lá cờ đầu trong phong trào tình nguyện của thành phố Khu Tác thường xuyên tổ chức các phong trào tình nguyện ý nghĩa như mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện để sinh viên phát triển kỹ năng sống và tự tin khẳng định bản lĩnh trong thời kỳ hội nhập. Trong suốt hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Khu Tác luôn được xã hội nhà nước đánh giá cao vì những đóng góp vượt trội cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ghi nhận những thành tựu xuất sắc đó, Khu Tác vinh dự nhận được nhiều bằng khen của chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là một huân chương lao động hạng nhì và ba huân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. Hutech cũng chính thức trở thành trường đại học đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới. Giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, hiệu trưởng nhà trường từng khẳng định với sinh viên, tại Hutech, chất lượng đào tạo, chất lượng con người luôn là yêu cầu tiên quyết, quyết định thành công và tạo dựng tương lai hạnh phúc cho tất cả các bạn. Đó là cam kết, cũng chính là động lực để Hutech vươn xa với sứ mệnh của mình, tiếp tục giữ vững vị trí, là một trong những trường đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Hai Vũ xin kính gửi lời chào đến quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh đã quay trở lại cùng chương trình tư vấn trực tuyến hướng nghiệp tuyển sinh do Future Your Choice do báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cùng với sự đồng hành của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hutech Và lúc này thì chương trình đang được livestream ở hai trang thông tin đó là fanpage báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cùng với fanpage trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hutech Nếu quý vị chúng ta đang có thắc mắc, đang có lo lắng, đang có băn khoăn và những câu hỏi đừng ngại ngần đặt ra ở phần bình luận và chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị nhé. Chúng ta đang quay trở lại với phần 2 và chắc chắn rằng với phần 2 này chúng ta sẽ chia sẻ, sẽ trả lời, sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan đến à, những ngành liên quan và nằm trong nhóm là truyền thông, đồ họa và quảng cáo. Và thưa quý vị có mặt cùng với phần 2 của chương trình chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón Thạc sĩ Chế Giả Thảo, chuyên gia tâm lý. Chúng tôi xin được chào đón Quay trở lại với phần 2 của chương trình, Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, HUTECH. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón Thạc sĩ Võ Trần Hải Linh, trợ lý trưởng khoa Truyền thông thiết kế của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, HUTECH. Hãy vừa xin được gửi lời cảm ơn đến ba thầy cô trong bài tư vấn đã dành thời gian quý báu đến chương trình ngày hôm nay và cùng tư vấn cho quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh. À, lúc này thì chúng tôi nhận được một câu hỏi là em thích ngành truyền thông đa phương tiện nhưng nghe nói cái ngành này áp lực lắm. Con trai mới học được bởi vì là phải sách máy quay rất là nhiều, rất là nặng. Và em là nữ thì sức khỏe không tốt lắm thì có học được không? Sao đây cô Thảo ơi? cô thảo nghĩ là với một bạn nữ thì có thể học ngành liên quan đến truyền thông đa phương tiện rồi mang vác máy quay này nọ không ạ cảm ơn câu hỏi của một bạn nữ trước tiên là bạn nữ chia sẻ rằng là cái sức khỏe của em chưa tốt lắm thì cũng và thảo cũng chưa rõ rằng là sức khỏe chưa tốt so với mặt bằng chung hay là sự tương quan giữa các bạn nữ với các bạn nam nếu như em cảm thấy lo lắng về việc mà sức khỏe của nữ thì không tốt bằng nam không thể mang vác được thì có lẽ là em không phải quá lo lắng đâu nhé, tại vì rằng là thứ nhất á, là trong ngành truyền thông thì sẽ có rất là nhiều những cái uh, mảng khác nhau, ví dụ như mảng nội dung, ví dụ như là mảng về biên tập, ví dụ như mảng về kỹ thuật, ví dụ như là mảng về sự kiện rồi ngoại giao vân vân chứ không phải rằng em học về truyền thông bắt buộc em sẽ phải là về mảng kỹ thuật là em phải sắp máy quay và cái thứ hai nữa là khi mà mình học chung nó sẽ có rất nhiều những bạn sinh viên nam của ngành truyền thông cực kỳ ga lăng sẵn sàng hỗ trợ em những cái công việc nếu mà cần đến sự vác à, nói về áp lực thì thực ra rằng là công việc nào ngành học nào cũng sẽ có những áp lực cả cô bé nha tuy nhiên đối với những bạn học về ngành truyền thông thì sẽ có những cái áp lực liên quan ví dụ như là các em đang làm trong lĩnh vực có cái tính nhanh nhẹ cực kỳ cao mang tính xu hướng định hướng xu hướng và thị trường à, những cái gì đang diễn ra mà em phải dẫn dắt nữa cho nên là nó sẽ có áp lực về việc mà em uh, về thời gian là một nè tại vì có những cái bạn mà làm thường xuyên về sự kiện hoặc là tin tức thì bắt buộc em phải uh, linh động trong vấn đề về thời gian uh, những cái thời gian mà người ta đang nghỉ ngơi trong dịp lễ hoặc là có khi là đêm muộn nhưng mà em bắt buộc phải có thể linh hoạt để thể gì ạ à? đáp ứng được cái yêu cầu công việc của mình áp lực số 2 nữa đó là cái khối lượng công việc của các em cũng tương đối là nhiều và cái thứ ba nữa đó là cái sự sáng tạo sức sáng tạo đòi hỏi rất là cao trong lĩnh vực này về phần kỹ thuật hay về mặt nội dung thì bắt buộc các em phải luôn luôn làm cho bản thân mình mới mẻ cũng như cập nhật xu hướng đó là những cái áp lực trong nghề và một số, số áp lực sẽ đến về vấn đề về ngoại giao về giao tiếp này à, mình phải là người dạ, nhanh nhạy linh hoạt và rất là khéo léo trong vấn đề về giao tiếp ngoại giao cho nên nếu như sợ áp lực đối với sức khỏe thì em hoàn toàn có thể gì ạ? tự tin và cảm thấy thoải mái vì nó không phải là câu chuyện khó khăn đối với các bạn nữ. Còn nếu áp lực về những chuyện khác thì cô tin rằng là với sự đam mê, uh, sự năng động của các bạn trẻ hiện nay thì các bạn hoàn toàn có thể hóa giải được những cái áp lực này em nha. Xin được cảm ơn phần trả lời từ thạc sĩ chế giả thảo, chuyên gia tâm lý và chúng ta sẽ cùng giải đáp những câu hỏi mà các bạn đặt ra ở cả hai fanpage báo giáo dục thành phố hồ chí minh cùng với fanpage hutech đào công nghệ thành phố hồ chí minh à, có một bạn khán giả rất là quyền lực tên là mai phương đã <laughs> có gửi luôn một cái đường link vào một Vũ nghĩ là một hội nhóm hay là một trang fanpage của khoa truyền thông thiết kế HUTECH. Nếu mà quý vị khán giả chúng ta cần thêm thông tin thì có thể click vào đường link này để quý vị truy cập được một cái nguồn rất là quý báu về mặt thông tin quý vị nhé. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng uh, giải đáp câu hỏi của bạn Nguyễn Nga và bạn Huy Trần Lê. À, bạn hỏi thế này, ngoài việc thiết kế hình ảnh cho các công ty quảng cáo thì ngành thiết kế đồ họa có còn hướng đi nào khác hay không? và bạn Huy Trần Lê có hỏi là ngoài gu thẩm mỹ tốt thì em còn cần gì thêm không để theo đuổi ngành thiết kế đồ họa với hai câu hỏi này thì Vũ xin được mời phần tư vấn từ thạc sĩ võ Trần Hải Linh trưởng à, trợ lý trưởng khoa truyền thông thiết kế của HuTech ạ à. à, xin chào quý vị theo dõi chương trình và các bạn sinh viên thì à, trước hết thì mình xin làm rõ à, tí xíu về ngành thiết kế đồ họa à, ngành thiết kế đồ họa là một ngành à, mỹ thuật ứng dụng và người làm thiết kế sẽ sử dụng những cái yếu tố như là chữ viết và hình ảnh hay còn gọi là những yếu tố đồ họa để uh, truyền đạt được cái thông điệp của mình cũng như cái ý tưởng của mình bằng hình ảnh. Và để làm được điều này thì các bạn sinh viên cần nắm được uh, các kỹ thuật đồ họa và cách sử dụng các phần mềm uh, chuyên dụng cũng như là trang bị một cái tư duy thẩm mỹ tốt trong quá trình học tập của mình thì uh, quay trở lại với câu hỏi của bạn thì cái ngoài việc thiết kế hình ảnh cho các công ty quảng cáo thì ngành thiết kế đồ họa còn hướng đi nào khác thì thật ra riêng cái hướng đi về thiết kế um, cho các công ty quảng cáo cũng là một hướng đi đã rất là lớn rồi mang một phạm vi rất là rộng lớn tại vì uh, trong cái thiết kế cho các công ty thì chúng ta bao gồm cả thiết kế bao bì thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu uh, thiết kế các poster quảng cáo thiết kế các chiến dịch truyền thông cũng như là sự kiện nên là cơ hội nghề nghiệp cho lĩnh vực này riêng trong trong thiết kế cho các công ty cũng đã rất lớn Tuy nhiên là nếu các bạn muốn thử sức mình ở một cái lĩnh vực làm việc hoàn toàn mới thì các bạn có thể thử sức mình ở trong việc thiết kế truyện tranh cũng như thiết kế đồ họa game. Thì tại Hotech thì chương trình đào tạo của Hotech cũng có những cái đồ án cũng như có những cái khối kiến thức chuyên về lĩnh vực này. À, đây là một hướng đi khá là mới mẻ ở Việt Nam nên tôi tin rằng đây cũng là một cái cơ hội nghề nghiệp rất là cao cho các bạn sau khi ra trường. À, ngoài ra ở câu hỏi thứ hai hình như câu hỏi là ngoài gu thẩm mỹ ra thì em cần có điều gì để theo đuổi ngành thiết kế đồ họa trước hết thì có thể khẳng định với các bạn là ngu thẩm mỹ là một yếu tố rất là quan trọng và nếu em đã có sẵn cái gu thẩm mỹ thì cái điều đó rất là may mắn và cái điều này rất là tiền đề rất tốt để em theo đuổi ngành thiết kế đồ họa còn nếu như các bạn vẫn băn khoăn rằng mình chưa có gu thẩm mỹ tốt hoặc chưa định hình được cái gu thẩm mỹ của mình thì các bạn sẽ được rèn luyện cái khả năng này và trong chuốt hơn tại trường đại học nên các bạn đừng quá lo lắng à, tại Hutech thì các môn học À, đồ án chú trọng vào cái nâng cao khả năng tư duy đồ họa cũng như là cái uh, uh, cảm nhận thẩm mỹ của mỗi cá nhân nên tin chắc rằng sau khi học tập tại đây thì các bạn có thể nâng cao được cái gu thẩm mỹ của mình. Do đó là các bạn uh, đừng quá lo lắng về chuyện này. Cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn phần trả lời từ Thạc sĩ Võ Trần Hải Linh. À, Vũ có một cái thắc mắc mở rộng hơn nữa là nếu mà bây giờ một bạn không có cái gu thẩm mỹ tốt thì làm thế nào để mà tăng cái gu thẩm mỹ tốt bây giờ? dạ cái này em cũng thắc mắc thiệt um, gu thẩm mỹ uh, là một khía cạnh rất là cá nhân và để làm được điều này thì các bạn chắc là phải trau dồi nhiều và thứ nhất là cái cảm thụ thẩm mỹ của mình dạ. thứ hai là cái tư duy đồ họa thì cái điều này chắc là phải qua rèn luyện học tập uh, năng khiếu không thì nó cũng như là một viên ngọc mà chưa được mài dũa do dạ. đó nếu các bạn mà uh, được học đại học và các bạn có trau dồi được cái tư duy cũng như những cái kỹ thuật để làm cho cái sản phẩm của mình tốt hơn ngoài ra thì um, các bạn còn phải có một cái cảm nhận về mỹ thuật nữa do đó là điều này khuyến khích các bạn nên tham gia vào một chương trình đại học cảm ơn câu hỏi của mc rất nhiều dạ xin được cả cảm ơn phần trả lời từ thầy linh thầy linh có biết là trên fanpage có rất là nhiều fan của thầy linh không thả tim quá chừng dạ thầy giải thích rõ ràng quá <laughs> tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi từ bạn hoàng lan em muốn làm trong lĩnh vực marketing online quảng cáo trực tuyến thì nên học marketing hay là học truyền thông đa phương tiện? Bạn đang rất là phân vân giữa hai ngành học. Và với câu hỏi này thì vụ xin được mời à, sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương ạ. À. hãy Xin mời thầy. À, cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng Lan. À, thưa các bạn, thật ra cái câu hỏi này thì tôi có thể trả lời ngay được. thì à, Mặc dù ngành truyền thông đa phương tiện thì có đào tạo cho các bạn những cái công cụ, những kiến thức về mặt truyền thông, về mặt quảng cáo. Tuy nhiên, để trở thành một nhà có thể vận hành, à, xây dựng những cái ý tưởng, à, đề xuất những công cụ và tối ưu hóa những cái phần ngân sách, à, tư vấn tham mưu cho doanh nghiệp chi cái mức độ ngân sách bao nhiêu cho lĩnh vực truyền thông, cho lĩnh vực marketing, quảng cáo thì tôi nghĩ bạn nên chọn học ngành marketing. Bởi vì trong đó sẽ đào tạo cho các bạn những cái kỹ năng, những kiến thức cơ bản tổng quát về marketing tổng thể. Bên cạnh đó sẽ đào tạo thêm cho các bạn những nội dung về truyền thông marketing rồi bên cạnh đó là sẽ dạy cho các bạn những cái học phần, những kiến thức có liên quan đến vấn đề truyền thông số mà đây là cái hướng đặc biệt nổi trội trong cách mạng công nghiệp 4.0 này. thì đây là cái hướng mà các bạn có thể sử dụng công nghệ thông tin và những ứng dụng của nó để làm sao cho à, xây dựng những cái chiến lược marketing, những cái hình ảnh, những cái giá trị của thương hiệu trên co, trên không gian mạng. À, thì đây là cái hướng mà các bạn có thể lựa chọn. À, nếu như các bạn theo đuổi ngành marketing tại Huế thì tôi xin nhắc lại là à, các bạn có thể lựa chọn bốn phương thức xét tuyển à, phương thức một là xét dựa vào kết quả thi quốc gia phương thức hai là xét theo kết quả đánh giá năng lực do đại học quốc gia thành phố hồ chí minh tổ chức phương thức ba là xét dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do hội tác tổ chức và phương thức cuối cùng và hiện tại là phương thức này là chúng tôi đang nhận hồ sơ từ ngày 16 tháng 3 và đang nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và thí sinh cả nước đó là xét tuyển học bạ À, học bạ trong này thì chúng tôi nhắc lại là chúng tôi à, xét tuyển ở hai phương thức. À, hình thức thứ nhất là xét dựa vào kết quả à, điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 3 môn và hình thức thứ hai là tổng điểm trung bình học kỳ 1 của năm lớp 11 cộng tổng điểm trung bình học kỳ 2 năm lớp 11 cộng với tổng điểm trung bình của học kỳ 1 năm lớp 12 các bạn đạt từ 18 điểm trở lên thì các bạn đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. À, thì đó là một vài thông tin tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn xin được cảm ơn thầy phương vậy là thầy sẽ tư vấn cho bạn có phần nghiêng hơn về marketing đúng không ạ sau đây vẫn là một câu hỏi liên quan đến việc là bạn đang đắn đo giữa hai ngành khác nhau đó là ngành quan hệ công chúng và ngành truyền thông đa phương tiện thì câu hỏi cụ thể của bạn linh đang là ngành truyền thông đa phương tiện có giống với ngành quan hệ công chúng không ạ à? và với câu hỏi này thì chắc là chúng ta sẽ nhờ đến uh, hot boy dạ xin được mời thầy Linh ạ. À. thầy thầy biết sao không? bây giờ là trên fanpage là mọi người đang nói rất là nhiều là có muốn đi học quá đi học lại để gặp thầy Linh thôi à, xin, <laughs> thầy xin cảm mời thầy ạ sự à. quan tâm của các bạn rất là nhiều à, xin trả lời câu hỏi là ngành truyền thông đa phương tiện có giống ngành quan hệ công chúng hay không thì à, có những nét à, tương đồng cũng như là có những cái đặc điểm riêng biệt thứ nhất đều phải nhìn nhận là hai ngành này đều là thuộc nhóm ngành truyền thông và do đó là khi mà các bạn học à, Uh, hai nhóm ngành này thì có nghĩa các bạn đang theo đuổi một lĩnh vực chung đó là lĩnh vực truyền thông. Uh, quan hệ công chúng là gì quan hệ công chúng chú trọng đến việc uh, quảng bá một cá nhân, một uh, doanh nghiệp hoặc là một chiến dịch nào đó đến mọi người bằng cách sử dụng hình ảnh và nội dung. Còn khi các bạn theo đuổi ngành truyền thông đa phương tiện thì có nghĩa là các bạn chú trọng vào việc là làm ra một sản phẩm truyền thông tích hợp. Khái niệm này tương đối mới với lại uh, người dùng tại Việt Nam thì để dễ cho các bạn dễ hiểu nhất thì truyền thông tích hợp là một cái thái niệm mà khi mà các bạn sử dụng hoặc là trải qua một cái khoảng khắc truyền thông là một khoảng khắc trải nghiệm của một clip bao gồm cả nội dung bao gồm cả hình ảnh bao gồm cả câu chữ góc máy tất cả tích hợp trong một khoảng khắc thì đó gọi là truyền thông tích hợp và nhiệm vụ của người làm truyền thông đa phương tiện là phải tối ưu hóa cái thông điệp bằng cách tích hợp nhiều cái phương tiện này cùng một lúc do đó nếu như mà em đang phân vân giữa uh, quan hệ công chúng để đa phương tiện thì mình có thể uh, suy xét là bản thân là có thể mình thích làm việc về mặt kỹ thuật tức là làm việc với lại nội dung làm việc với góc máy làm việc với uh, việc tạo ra clip nhiều hơn hay là em thích làm việc với quảng bá làm việc với các chiến dịch nhiều hơn uh, nếu như em chọn hướng thứ hai thì có lẽ quan hệ công chúng sẽ hợp với em hơn xin cảm ơn câu hỏi của em xin được cảm ơn phần trả lời từ thầy Linh vậy là một phần nào đó nghiêng về quan hệ công chúng hơn uh, tiếp theo uh, thông báo với các thầy cô là lúc này lượng theo dõi là tăng lên rất nhiều sau phần trả lời của các thầy cô và cụ thể là thầy Linh, <laughs> bạn võ Minh thông, à võ xin lỗi bạn võ Minh thắng là thả tim liên tục. Dạ tiếp theo à, câu hỏi này thì chắc là phải để đến thạc sĩ chế và dạ Thảo chuyên trị những câu hỏi liên quan đến đắn đo, suy nghĩ. À, em tìm hiểu nhiều nhưng không biết là mình thích ngành nào. Ba mẹ em định hướng cho em học ngành truyền thông. Nói đây là một cái ngành hợp thời. Em cứ vào trường đại học đi rồi sẽ thích vậy thì em có nên nghe theo lời ba mẹ không à xin được mời thạc sĩ chơi giả thảo chuyên gia tâm lý ạ à. Thực ra là cái câu hỏi này cũng khá là làm khó cho cô bởi vì nó rất là nhiều ý khác nhau và nó gần như là những cái câu hỏi rất cơ bản đối với các bạn khi mà các bạn đứng trước cái ngưỡng cửa là chọn ngành, chọn nghề và chọn trường. Vậy thì mình sẽ chia nhỏ nó ra nha. Trước tiên đó là bạn đang thắc mắc là em chưa biết em thích cái gì. Thường là khi các bạn chọn nghề các bạn sẽ thuộc những cái team sau đây. Team số 1 là không biết mình thích cái gì cả. Team số 2 là thích đủ thứ. Và team số 3 rất là may mắn ơn trời đó là bạn biết chính xác bạn thích cái gì. Uh, khi mà bạn chưa biết mình thích cái gì Thì sẽ rất dễ rơi vào cái trường hợp số 2 Mà bố mẹ bạn đang định hướng Đó là con cứ làm theo ý của bố mẹ Cho nên là vì các bạn không có một cái nền tảng Các bạn không hiểu rõ về bản thân của các bạn Cho nên các bạn rất dễ chọn ngành Theo bố mẹ, theo thị trường Theo crush, theo bạn bè của mình Và cuối cùng ai là người chịu trách nhiệm chỉ có bản thân mình mà thôi. Chính vì vậy mà sẽ rơi vào trường hợp số 3 và bố mẹ các bạn nói á là cứ vào trường đại học đi rồi tự nhiên sẽ thích. Trường đại học rất tuyệt vời nhưng nó không thần thánh hóa như vậy đâu. Bởi vì là bạn chỉ thích, bạn chỉ cảm thấy tuyệt vời nếu cái ngành đó nó phù hợp với các bạn mà các bạn đam mê. À, vì cả, có những cái trường hợp giống như là câu chuyện của bạn đó là không biết mình thích cái gì, lựa chọn theo người khác và cuối cùng phải tự chịu trách nhiệm bằng việc là học đến năm 2, năm 3, thậm chí là cuối năm 4 rồi, bỏ học hoặc ra trường rồi bắt đầu cảm thấy hoang mang rằng là đây không phải là con đường mà mình yêu thích. Và thì để lựa chọn ngành nghề, các bạn căn cứ vào bốn điều sau đây dùm cho cô Thảo nha. À, một đó là cái năng lực cốt lõi của các bạn là gì? Mỗi một người sẽ có những cái nhóm xu hướng về năng lực nổi trội khác nhau có thể là một hai hoặc là ba thì bạn xem rằng cái năng lực cốt lõi của bản thân các bạn có những bạn thích và có năng lực trong cái nhóm ngành về kinh doanh, hoạt động mua bán trao đổi vân vân. Có những bạn thì thích đứng trước đám đông, có những bạn thì thích chia sẻ, có những bạn thì thích làm về kỹ thuật, nghiên cứu, khám phá trong phòng thí nghiệm. Vậy thì bây giờ năng lực cốt lõi của mình là gì? Mình phải xác định kỹ đã, rồi nó sẽ qua cái bước số 2 đó là xác định được cái đam mê, cái mong muốn, cái sở thích của mình. Mình thích làm việc với ai, mình thích làm việc trong môi trường nào và thậm chí là cái khát vọng của các bạn Các bạn mong muốn xác định là các bạn trở thành ai trong tương lai Có những bạn rằng em muốn là một nhà chính trị Em muốn trở thành một người có tầm ảnh hưởng với xã hội Em là một người truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác Đó là cái sứ mệnh mà mình mong muốn, cái đam mê, cái sở thích của mình à, Sau khi có được cái năng lực cốt lõi nè cái đam mê sở thích và cái mong muốn khát vọng của mình nè à, thì qua bước số 3 là ý mà bố mẹ các bạn đã khuyên đó thật ra nó không có sai nha nhưng mà nó chưa đủ nó là ý số 3 đó là cái nhu cầu của thị trường và người ta hay gọi đó là cái ngành hot hay cái nghề hot Uh, hot ở đây nghĩa là cái xu hướng trong thị trường tương lai Người ta sẽ rất là cần đến cái nhóm ngành đó Nhóm ngành đó sẽ có cái cơ hội phát triển rất là mạnh mẽ Thì người ta gọi là hot Ba yếu tố này sau khi căng chỉnh rồi Bạn không thể bỏ qua yếu tố thứ tư Đó là cái năng lực về sức khỏe, về ngoại hình Và năng lực về tài chính của chúng ta Học hành là một sự đầu tư, một ván bài Mà chỉ có các bạn có thể định giá được nó Cho nên mình xem, mình mê rồi, mình có thể làm được rồi Nhưng về điều kiện sức khỏe mình theo học được không? Về ngoại hình, ngành đó có yêu cầu chiều cao 1m78, 1m80 hay là 1m6 thì mình xem mình có đủ khả năng để theo và tìm lực về mặt kinh tế gia đình. Chi phí học tập, học phí ra sao để xem mình và gia đình có đủ sức để đi được 4, 5 năm hoặc là 3 năm trong cái chương trình học hay là không. Rồi bắt đầu mới cuối cùng mình mới quyết định. Và kết là cái câu hỏi này sau những phần chia nhỏ ra thì cô muốn gửi đến em. Đó là cuộc đời của chúng ta có rất nhiều việc quan trọng. Một đó là gì ạ? Dạ, xác định giới tính. Chúng ta phải xác định được giới tính chúng ta mới xác định được hạnh phúc của mình. Thứ hai đó là bạn gì ạ? Dạ, chọn cái ngành, cái nghề để học và thứ ba là chọn cái người sẽ gắn bó với các bạn đi suốt cả cuộc đời, người ta gọi là kết hôn. Cho nên những câu chuyện này không ai có thể chọn thay các bạn được. Nên là nhớ nha, nghiên cứu thật là kỹ nhưng cũng đừng bỏ qua ý kiến của gia đình và những người thân yêu khuyên chúng ta à, chúc em thành công với sự lựa chọn của mình xin được cảm ơn phần chia sẻ rất là tường tận từ thạc sĩ chế dạ thảo à, trong câu hỏi của bạn thì bạn có nhắc đến là vào học là chắc chắn sẽ thích điều này có thật không mà thầy linh là tức là vào học ngành truyền thông rồi sau đó là sẽ mê luôn à, quay trở lại với câu hỏi thì điều đầu tiên có thể chia sẻ với em đó là ba mẹ em là những người rất là khó chịu khó tìm hiểu bởi vì đây là một ngành rất là mới nên khi tìm hiểu chắc chắn phụ huynh sẽ gặp phải những cái bỡ ngỡ và phải dần làm quen để hiểu được uh, trọn vẹn cái ngành này cũng như là cái sở thích của con em mình thì um, ngành truyền thông là một ngành uh, rất là mới chúng ta đều đã biết uh, như chuyên gia dự báo nguồn nhân lực anh tuấn đã có nói uh, nhu cầu tuyển dụng ngành này đang rất là hot uh, còn nếu mà có thích hay không chắc là phải phụ thuộc vào cái bản thân của bạn đó nhiều hơn uh, thử thách lớn nhất của ngành này đó là sự sáng tạo không ngừng nếu như bạn đó nghĩ rằng mình là một người sáng tạo thì ngành này là một môi trường rất là phù hợp à, do đó là bạn đó nên nên xem lại bản thân mình ha để dễ hình dung hơn thì bạn đó có thể hình dung mình và làm việc trong các lĩnh vực như là uh, phim và quảng cáo hoặc là lĩnh vực tổ chức sự kiện hoặc là thử hình dung thử mình làm làm việc trong một đài truyền hình thì nó sẽ như thế nào nếu mà uh, em có hứng thú thì có nghĩa là em uh, nên thử sức với ngành học này cảm ơn Xin cảm ơn thầy Linh. Rồi tiếp chắc là em hỏi luôn thầy Phương đi. Là môi trường đại học như cô Thảo có nói là nó thực sự là không quá thần thánh hóa cái ước mơ của bạn nhưng chắc chắn nó sẽ cho bạn rất là nhiều những cái hành trang quý báu để mà bạn có thể chinh phục được ước mơ. Vậy thì cụ thể là tại trường Hu Tết thì có những cái hoạt động nào hay là có những cái phong trào sinh viên nào để giúp cho các bạn thực hiện ước mơ của mình không thầy? Yeah. Thật ra nếu như mà MC Hoàng Vũ không mời thì chắc là mình cũng mạng phép xin cầm micro để, để chia sẻ một số nội dung này. À, thật ra liên quan tới câu hỏi này thì à, à, có ba cái tuyến à, muốn trao đổi cùng với mọi người yếu tố thứ nhất là các bạn học sinh à, trong thời gian này thì mình cần làm cái gì để mình à, biết được là sở thích đam mê nguyện vọng của mình là gì để mình tìm hiểu kỹ càng về nó tìm hiểu kỹ càng về thông tin tuyển sinh cũng như là chương trình đào tạo để mà mình có những cái chất liệu mình trao đổi mình thuyết phục ba mẹ mình thì tôi nghĩ đây là một cái khoảng thời gian vừa nghỉ lễ à, vừa nghỉ lễ dài ngày À, do covid nhưng mà cũng vừa là một khoảng thời gian các bạn có thể sử dụng để làm cái chuyện này tốt hơn à, đối với quý vị phụ huynh thì tôi cũng nhân buổi ngày hôm nay thì tôi cũng muốn à, à, trao đổi cùng với quý vị là à, hãy tôn trọng sự lựa chọn của con em mình à, nếu có chăng tham gia trong cái vấn đề chọn ngành chọn trường cho con thì mình à, hãy đồng hành với con trong cái câu chuyện là à, mình là người đi trước mình tôn trọng những ý kiến của các bạn bởi vì à, suy cho cùng thì các bạn sẽ là người học chứ không phải là quy phụ huynh à, do đó tôi nghĩ rằng cái câu chuyện ngày hôm nay thì à, tôi muốn tôi mong muốn là quý vị hãy đồng cảm cùng chia sẻ cùng với các bạn à, câu chuyện thứ ba ở đây là môi trường đào tạo ở đại học nó có những cái nhiệm màu gì mà làm cho các bạn từ một người à, không năng động trở thành một người năng động từ một người à, tố chức chưa phải gọi là tuyệt vời lắm cho đến thành một người có những kỹ năng hoàn hảo thì tôi nhớ đây là câu chuyện các trường đại học trong đó cô à, đang đẩy mạnh quan tâm đào tạo à, trang bị thêm cho sinh viên à, thật ra mà nói trong chương trình đào tạo của à, các ngành của chúng tôi trong đó có truyền thông đa phương tiện hoặc là marketing thì trong đây có đào tạo những nội dung liên quan đến thực hành rất là nhiều do vậy ban đầu những bạn mà còn amateur hay là gamer về kỹ năng truyền thông về về quảng cáo về đồ họa vân vân thì các bạn hãy yên tâm rằng khi mà vào trong nhà trường thì thời lượng thực hành rất nhiều. Không chỉ thực hành tại cái xưởng thực hành tại nhà trường mà các bạn còn được nhà trường và khoa truyền thông thiết kế hoặc là các khoa khác gửi các bạn đến trực tiếp học tại doanh nghiệp để các bạn có thể có những trải nghiệm cỏ sát thật là thú vị và tuyệt vời. Cái thứ hai được nữa là những cái kỹ năng về mặt giao tiếp, kỹ năng về mặt xây dựng và phát triển các mối quan hệ xã hội thì nhà trường cũng bồi đắp cho các bạn ngay từ khi mà các bạn học tại nhà trường. À, tôi thấy tôi muốn uh, mời các bạn lên fanpage hoặc là website của Hutech để xem được rằng những cái hoạt động phong trào của sinh viên do nhà trường tổ chức ra uh, thì đó là những cái thông tin những hoạt động có thật để giúp các bạn tăng cường thêm những kỹ năng cần thiết cho mình thì tôi muốn nhân đây muốn cho các bạn một lời khuyên là thực tế mà nói uh, trường đại học đang vạch ra cho bạn những cái lộ trình đi rất cụ thể và đang rất là mong muốn các bạn vào đây để các bạn sẽ phát triển hơn để đi đến thành công cho chính mình xin cảm ơn thầy phương rất là nhiều uh, fanpage lúc này rất xôn tụ và vũ nghĩ là khá nhiều những bạn đang theo dõi chương trình đến từ khoa truyền thông bởi vì là các bạn uh, liên tục truyền thông trên fanpage của chúng tôi có một bạn nói rằng là thầy ơi thầy gỡ khẩu trang ra cho ngắm dung nhang được không <laughs> uh, tiếp theo là có một bạn bạn hỏi uh, thế này À, em muốn hỏi là em khá rụt rè thì có thể học ngành truyền thông đa phương tiện được không thì lập tức có một bạn là bạn lê chí vinh nói là học đi em có nhiều môn em rụt rè á em rớt môn rớt môn thì bay luôn đóng tiền rồi em nghĩ tới điều này em sẽ hết rụt rè <laughs> một sự tư vấn hài hước em nghĩ là vậy nhưng mà cụ thể là với một bạn rụt rè thì có thể học ngành truyền thông đa phương tiện được không ạ à? chắc là em mời cô thảo trước hả cái câu chuyện rụt rè thực ra rằng là cũng nhiều người hỏi là cô thảo ơi tại sao cô thảo có thể chia sẻ và đứng trước tấm đông được lưu loát như vậy thì có phải là bẩm sinh hay không thực ra rằng không có yếu tố bẩm sinh đối với vấn đề kỹ năng đâu các bạn nha nó là sự rèn luyện cả và thì sự rèn luyện nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố một đó là cái sự ý thức của cá nhân của chúng ta chúng ta có ý thức chúng ta có nghĩ rằng là chúng ta có thể và cần thiết làm điều đó hay không và số hai đó là cái môi trường thì các bạn đến với ngành truyền thông đa phương tiện và đặc biệt tại trường đại học khu tích thì tôi đánh giá rằng đây là một môi trường hoàn toàn lý tưởng là các bạn có thể ạ? Dạ, đẩy mình vào câu chuyện bắt buộc em phải dạ, bỏ qua yếu tố rụt rè bởi vì bên cạnh cái chương trình học uh, chính khóa các bạn còn được uh, bổ sung và rèn luyện những cái nghiệp vụ cho cái chuyên ngành cũng như là những cái môn kỹ năng và những cái câu lạc bộ những cái chương trình ở trong trường học nó chính là cái môi trường mà tự nhiên lôi cuốn các bạn để các bạn có thể bỏ qua được cái yếu tố rụt rè à, bên cạnh cái việc mà một bạn sinh viên cũng tư vấn rất là hài hước các bạn bây giờ mình không có tự tin thì mình sẽ bị rốt môn và thua kém bạn bè thì đây cũng chính là một cái áp lực cực để các bạn có thể tạo ra cái động lực để phát triển cho nên em hoàn toàn tự tin nha còn nếu như em nói rằng là em thì rụt rè bởi vì là do em là người có xu hướng hướng nội mà học truyền thông thì nó sẽ liên quan đến những hoạt động hướng ngoại nhiều hơn thì em cũng hoàn toàn yên tâm đi bởi vì là cũng có rất là nhiều bạn đang có cái tố chất xu hướng là hướng nội vẫn làm việc trong lĩnh vực này được bởi vì cô và thầy linh cũng đã chia sẻ rất là cụ thể với các bạn rằng là trong lĩnh vực về truyền thông đa phương tiện sẽ có nhiều bộ phận khác nhau cá nhân cô cũng người là một người làm trong bộ lĩnh vực truyền thông thì cô cũng đã có phụ trách những cái vấn đề liên quan về nội dung và biên tập thì những người xu hướng nội cũng hoàn toàn có thể tỏa sáng được trong lĩnh vực này nên là mình đã đam mê rồi thì mình quyết tâm và mình cố gắng em nha. Xin được cảm ơn cô Thảo. À, tiếp theo xin được mời thầy Linh ạ. Bây giờ bạn rụt rè là bạn hoàn toàn học được đúng không thầy? À, rụt rè thật ra nhiều khi chúng ta rụt rè do chúng ta đang sợ, đang ngại một cái gì đó thôi, và khi vào môi trường đại học thì các bạn sẽ được uh, gặp gỡ nhiều người có cùng chí hướng với mình. do đó cái sự rụt rè này uh, nhìn, dần dần nó sẽ được thuyên giảm. Uh, việc thứ hai nữa, có khi bạn rụt rè bởi vì bạn là một người hướng nội, uh, thì trong cái ngành học này cũng cần có những người hướng nội. Chờ, chẳng hạn những người thiên về làm kịch bản, những người thiên về dựng, tức là những người thiên về việc suy nghĩ của bản thân mình, thì uh, cũng cần có cái sự hướng nội của họ ở đó do đó nếu như mà thứ nhất em rụt rè vì em sợ đám đông thì em đừng ngại bởi vì trường đại học sẽ nơi à, để mình à, cải thiện cái vấn đề này nhưng nếu rụt rè chỉ là vì em không muốn giao tiếp nhiều với mọi người em muốn tự suy nghĩ nhiều hơn thì ngành học này có những cái nội dung mà cần có những người như em nên đó em đừng quá lo lắng xin cảm ơn, <laughs> <laughs> ơn thạc sĩ võ trần hải linh trợ lý trưởng khoa truyền thông thiết kế của hutech à, có một bạn bạn nguyễn duy long bạn có hỏi là cho em hỏi học truyền thông đa phương tiện thì sau này mình làm việc á mình có gặp nhiều người nổi tiếng trên tivi không? <laughs> Và tiếp theo đó là bạn Trần Đình Khôi trả lời là gặp như cơm bữa à em à. <laughs> em đoán chắc là những bạn đang tương tác trên fanpage là đến từ khoa truyền thông rất là dễ thương. À, tiếp theo thì à, Vũ nhận được câu hỏi trên fanpage của Báo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh. bạn Thái Bảo Trân có đặt ra câu hỏi là em chào quý thầy à, chào các À, thầy cô chào anh em siêu hoàng vũ ạ à. em có đứa em trai muốn học vẽ và sản xuất phim hoạt hình thì em trai em nên đăng ký học ngành nào ạ à, và có thể học ở trường nào mong anh hoàng vũ kết nối câu hỏi giúp em em cảm ơn các thầy cô dạ em trai thì muốn là học cái ngành mà về thiết kế vẽ và sản xuất phim truyền phim, phim phim hoạt hình ạ à. dạ à, chắc em à, mời thầy phương chắc đại diện Hưu Tất xin trả lời với các bạn cái nội dung này thật ra cái ngành sản xuất phim hoạt hình đó, thì nó là một ngành có thể nói là một ngành tích hợp trong đó đòi hỏi sự tham gia của tất cả các công đoạn cụ thể nhất là đầu tiên là phải có một người lên một cái kịch bản đường dây định tuyến nhân vật như thế nào thì bộ phận này là của những người làm công tác về ý tưởng bộ phận này của những người làm công tác biên tập ở giai đoạn bước đầu để sản xuất ra một cái nội dung bằng văn bản chữ cái đó là sẽ có vai trò của những người làm theo hướng đồ họa, người ta sẽ ở đó người ta vẽ những cái nhân vật hoạt hình như thế nào, những cái cấu trúc, những cái hình thức di chuyển, chuyển động à, biểu cảm của họ như thế nào ra sao, đó là hướng thứ hai. Và nếu như vậy thì chỉ là những cái à, cuốn truyện tranh đơn thuần. À, như vậy thì à, nếu như các bạn mà muốn làm phim nữa thì mình phải chuyển qua một giai đoạn đó là giai đoạn của những những người làm cái ngành gọi là ngành truyền thông đa phương tiện trong này. Thì như vậy thì gần như để mà triển khai được một cái à, công đoạn một cái đồ, bộ phim một hình hoàn chỉnh thì có sự tham gia của rất nhiều bộ phận bên cạnh đó còn xử lý âm thanh hậu kỳ ánh sáng vân vân và vân vân nữa rất là nhiều thứ tuy nhiên các bạn cũng đừng quá lo lắng tôi nghĩ là trong câu chuyện đường dây nó dài như thế này thì các bạn hãy xem được rằng mình đam mê ở một cái lĩnh vực nào đó nhất ví dụ như bạn bạn đam mê ở cái khâu là lên ý tưởng lên câu chuyện cho nhân vật thì bạn có thể học những ngành liên quan tới truyền thông sáng tạo nội dung bạn à, à, có những cái năng khiếu và đam mê trong lĩnh vực đồ họa thì các bạn có thể chọn học ngành thiết kế đồ họa để sau này các bạn có thể tạo ra những nhân vật cho mình và cuối cùng nếu như bạn liên quan nhiều hơn về khâu kỹ năng kỹ xảo, dàn dựng hoặc là à, xử lý hậu kỳ thì bạn có thể chọn học ngành truyền thông đa phương tiện thì ở Huất thì chúng tôi đào tạo những hướng theo kiểu nối tiếp nhau như vậy à, tất nhiên sau khi ra trường thì à, tôi nghĩ rằng ở doanh nghiệp à, chắc thầy Linh cũng đồng ý một chuyện này là ở doanh nghiệp họ không bắt một bạn nhân viên phải làm hết tất cả những công đoạn như vậy mà tất cả mọi thứ đều được chuyên môn hóa do vậy tôi nghĩ rằng những cái hướng công việc như vậy thì các bạn có thể chọn những cái ngành mà các bạn cảm thấy là phù hợp với đam mê của mình nhiều nhất à, đó là thông tin tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn còn các câu chuyện mà à, xin mc cho nói một xíu về cái nội dung này à, học à, ở hô thì có được gặp nhiều người nổi tiếng hay không thì thật ra ở đây những người nổi tiếng là gì là những người trong showbiz hoặc là những người làm trong doanh nghiệp những nhà làm chuyên gia thì ở đây hô tách À, cụ thể là ví dụ như trong ngành truyền thông đa phương tiện thì uh, khoa đã có mời những thầy cô là doanh nhân là những nhà nổi tiếng và những nhà uh, đạo diễn lâu năm có kinh nghiệm trong nghề để về đây trực tiếp đồng hành hướng dẫn cùng các bạn thì đây là một cái mô hình mà không riêng gì cái ngành truyền thông đa phương tiện hoặc là thiết kế đồ họa mà ở hô tết cái mô hình uh, giảng viên doanh nhân thì chúng tôi đang đẩy mạnh cái mô hình này thì các bạn có thể yên tâm được rằng uh, học uh, với những người nổi tiếng là một chuyện và mình sẽ học được thêm nhiều kinh nghiệm của họ xin được cảm ơn phần trả lời rất là chuyên sâu từ à, thầy Phương và các bạn có nói là nghe thầy cô tư vấn xong muốn đi học lại liền luôn á dễ thương. Dạ tiếp theo thì à, một bạn đặt câu hỏi cho thầy Linh là bạn Lâm Thị Thuận bạn hỏi là cho à, em nghe nói ngành thiết kế đồ họa thì phải làm rất nhiều đồ án vậy thì thầy nói rõ hơn là khoảng bao nhiêu cái đồ án và làm đồ án có khó không thưa thầy? À, với câu này em xin được mời à, thầy sĩ võ trần hải linh ạ. À. À, trước hết là cảm ơn à, bạn đã tìm hiểu rất kỹ về ngành thiết kế đồ họa của mình. Uh, ngành thiết kế đồ họa hiện nay với chương trình mới thì chúng ta sẽ có khoảng 10 đồ án và trải dài trên nhiều lĩnh vực uh, trong đó có cả truyện tranh có cả thương hiệu cũng như thiết kế sự kiện do đó là các bạn sẽ đây là một cái cơ hội thực hành rất là tốt của các bạn uh, sau khi mà những khi, uh, sau khi mà các bạn học lý thuyết xong uh, ngoài ra thì hỏi là nó có dễ hay không thì chắc là phải phụ thuộc vào uh, cái sở thích của các bạn nếu như mà các bạn thích uh, vẽ nhân vật, thích làm truyện tranh thì cái đồ án truyện uh, tranh chắc là không khó gì đối với các bạn. Tuy nhiên nếu các bạn thích làm việc về mảng hình ảnh của doanh nghiệp thì đồ án logo và nhận diện thương hiệu chắc chắn sẽ rất dễ đối với rất dễ đối với các bạn. Uh, dù thích hay không thích, uh, thế mạnh hay không thế mạnh thì các bạn bắt buộc đều phải trải qua hết tất cả các đồ án này để mà uh, tốt nghiệp được ngành truyền thông, uh, ngành thiết kế đồ họa tại HuTech. À, cái việc trải qua này chắc chắn sẽ là một cái thử thách rất là thú vị và ngoài ra nó còn giúp cho các bạn đa dạng hóa cái hướng đi trong tương lai của mình bởi vì à, cái ngành nghề này đòi hỏi các bạn phải à, có nhiều trải nghiệm do đó việc thiết kế đồ án này là một phần bắt buộc của chương trình thiết kế đồ họa. Cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Xin được cảm ơn thầy Linh. À, phải nói rằng ngày hôm nay chủ đề của chúng tôi rất là sôi nổi vì nhóm ngành này thì À, được rất là nhiều bạn trẻ cũng như quý vị phụ huynh quan tâm và hướng con mình theo học đó là truyền thông đồ họa và quảng cáo à, trên fanpage của báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thì có một bạn bạn tên là Thùy Trang bạn hỏi rằng là à, em có một người bạn là Nam thì bạn rất là muốn học về ngành đồ họa Vậy thì nam mà học đồ họa thì có tiềm năng không <laughs> Chắc là em mời thầy Linh hả trong khoa của mình cụ thể là có nhiều bạn nam không ạ? À? À, nam học đồ họa có tiềm năng hay không? Trước hết là về tỷ lệ nam nữ trong cái ngành thiết kế đồ họa đi. Thì tỷ lệ nam nữ là bình đẳng trong cái ngành thiết kế đồ họa này. À, là nam nhưng mà nếu các bạn có một cái tư duy thẩm mỹ cao, nếu các bạn à, biết sử dụng những cái phần mềm, cũng như các bạn có ham muốn là học về cách sử dụng hình ảnh để truyền tải thông điệp, bạn hoàn toàn có thể theo học ngành thiết kế đồ họa. Còn... À, nếu như mà các bạn không có những yếu tố trên hoặc là các bạn không thể nào mà mà phù hợp với cái những ngành nghề về mỹ thuật ứng dụng thì các bạn có là nam, các bạn có là nữ thì chắc cũng sẽ rất khó theo cái ngành này. Cảm ơn câu hỏi của bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn thầy Linh. Cô Thảo ơi, cô Thảo có chia sẻ gì thêm không ạ? Nam mà học đồ họa thì có tiềm năng không? À, có một cái điều em lạ, em thấy em không biết nó đúng hay sai nhưng mà người ta nói rằng là những đầu bếp nổi tiếng thì vẫn là những đầu bếp nam, rồi những họa sĩ nổi tiếng, vẽ đẹp nhất, ví dụ như là Picasso hay là những danh họa thì vẫn là nam. Vậy thì nam và nữ hầu như không có một cái khoảng cách, có một cái ranh giới để phân định là ai thì lợi thế hơn ai trong một cái ngành nghề nào đó, đúng không cô Thảo? Thật ra rằng là yếu tố giới tính cũng là một trong những yếu tố cần phải tham khảo đối với việc mà bạn xác định về tố chức để chọn ngành nghề. Tuy nhiên nó sẽ thiên về những cái ngành nghề mang tính chất đặc thù rõ nét còn như thầy linh chia sẻ rằng ở đây rằng là đối với riêng ngành đầu họa hay quảng cáo hay truyền thông á thì nó lại không có nổi bật trong cái việc là uh, có cái tính cách hay cái nét tính cách nào của giới tính nó sẽ quy định cho nên em hoàn toàn yên tâm với nhóm ngành này chỉ có một số nhóm ngành ví dụ như là bạn phải lao động ở những cái môi trường làm việc khắc nghiệt ví dụ như trong hầm mỏ nè ngoài đảo hải đảo xa xôi nè thì nữ nó sẽ bị có vẻ như là thức thế hơn so với các bạn nam hoặc là đông trong trong khối ngành về an ninh quốc phòng các bạn thấy chỉ tiêu tuyển sinh đối với nữ thì bao giờ nó cũng sẽ ít hơn rất là nhiều so với nam. Còn lại về mặt bằng chung đối với các ngành nghề thì chúng ta sẽ không có sự phân biệt quá rõ nét đối với nam hay là nữ. Bởi vì các bạn vẫn xác định giống như những cái ngành nghề mà em uh, sẽ Hoàng Vũ chia sẻ như là đầu bếp nè, uh, thiết kế thời trang thì là những lĩnh vực mà người ta thường nói rằng nữ sẽ tốt nhưng thật ra các bạn nam vẫn đã khẳng định được cái giá trị và hình ảnh của mình cũng như năng lực của mình rồi đúng không ạ? À? Thì nhưng đây chắc là cô Thảo cũng sẽ muốn có một câu hỏi dành cho thầy Linh giải đáp giúp cho cô Thảo, bởi vì là trong quá trình đi tư vấn hướng nghiệp ở các trường phổ thông trên toàn quốc thì có một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực và đồ họa mà cô Thảo cũng hơi cảm thấy hoang mang và chưa biết trả lời thế nào. Đó là một số bạn hỏi là em bị vấn đề về màu sắc, nghĩa là em bị mù màu. Hoàn toàn hoặc là mù màu một vài màu, ví dụ như là trong cái phổ màu về màu đỏ chẳng hạn, màu đỏ, màu cam, màu hồng phấn thì các bạn có vấn đề. Vậy thì khi các bạn gặp vấn đề này các bạn có học được ngành đồ họa không thầy ơi? trước hết thì để trả lời câu hỏi này thì đây là một câu hỏi rất là nhạy cảm à, thứ nhất nếu mà các bạn học về ngành mỹ thuật thì cái tư duy cũng như cái nhìn nhận về màu sắc là một điều bắt buộc à, cái này rất là quan trọng và cũng như cái này là một phần năng khiếu để theo đuổi ngành này thiếu sót địa điểm này thì cũng sẽ rất là khó để mà theo đuổi các ngành về mỹ thuật tuy nhiên khi mà làm nghề thì ở trên thị trường cũng như là rất là nhiều người nổi tiếng họ cũng bị mù một phổ màu nào đó nhất định và họ cũng rất là nổi tiếng với ngành nghề này chẳng hạn như các bạn biết người tạo ra Facebook Mark Zuckerberg là một người bị mù màu và đó là lý do vì sao chúng ta có một cái Facebook màu xanh không và nếu như các bạn thật sự có khả năng sử dụng những phổ màu còn lại của mình để tạo ra một sản phẩm mang tính thông điệp cao thì các bạn hoàn toàn có thể nỗ lực để theo được nhóm ngành nghề này Điều này là một điều um, đòi hỏi cái sự cố gắng tự thân nhiều, rất là nhiều để bù đi cho cái phần khiếm khuyết bản thân của mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy Linh và cụ thể là em cũng có quen một anh là nhà thiết kế thời trang rất là nổi tiếng và anh cũng mù màu luôn nhưng mà đã đạt được một vị trí rất là cao trong Project Runway Việt Nam. Dạ, yeah. à, câu hỏi tiếp theo, bạn uh, có nick Facebook là Lenin. Mong MC nhìn thấy câu hỏi của em và bây giờ nhiệm vụ hay Vũ là phải lướt lại đọc câu hỏi của bạn. <laughs> Thầy cô cho em hỏi là ngành truyền thông đa phương tiện có phải là đi quay phim không ạ? À? Dạ. Chắc là em xin mời thầy Linh hả? Dạ, ngành, em mời thầy. Ngành truyền thông đa phương tiện có phải đi quay phim không ạ? À? Dạ. À, nếu như em nói là trong quá trình học có phải đi quay phim hay không, thì xin thưa rằng ngành truyền thông đa phương tiện bắt đầu quay phim từ năm nhất và năm hai. À, còn hỏi sau này mình có phải đi quay phim hay không thì chắc là điều đó phụ thuộc vào cái lựa chọn nghề nghiệp của em nếu như em lựa chọn mục tiêu là làm nội dung hoặc là làm về hậu kỳ thì chắc mình không cần phải đi quay phim. Tuy nhiên cái quá trình học có nghĩa là một quá trình trau dồi kiến thức rất là dài và đòi hỏi rất là nhiều khía cạnh do đó khi mà các bạn chọn ngành truyền thông đa phương tiện thì một trong những thứ các bạn phải biết đó là kỹ thuật quay phim là như thế nào. Còn sau khi biết kỹ thuật quay phim rồi thì chắc chắn nó sẽ giúp cho mình việc xử lý nội dung cũng như xử lý hậu kỳ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. À, do đó có thể trả lời ngắn gọn cho em là ngành truyền thông đa phương tiện học thì chắc chắn có quay phim còn làm thì phụ thuộc vào sự lựa chọn của em cảm ơn em dạ xin cảm ơn thầy linh rất là nhiều chắc là mình sẽ kết với nhau bằng một câu hỏi mà vũ thấy là nó rất cần thiết cho các bạn đó là câu hỏi của bạn à, tại vì facebook thì tên họ nó cũng hơi có phần lộn xộn nên chắc là vũ đọc nếu mà có sai thì bạn bỏ qua cho vũ nha à, vũ đoán bạn tên là bùi phan anh thư bạn có nhờ thầy linh chia sẻ về sự sáng tạo đi ạ à. em nghĩ là với những bạn muốn theo học ngành truyền thông đồ họa và quảng cáo thì tính sáng tạo là một trong những cái yếu tố gọi là tiên quyết đúng không ạ à? vậy thì chắc là mỗi thầy cô ở đây sẽ cho bạn những cái lời khuyên làm thế nào để mình có thể phát huy được cái khả năng sáng tạo của mình dạ thầy cô nào trước đây ạ? À? dạ em xin mời thầy Phương à, thầy xin bắt đầu câu chuyện từ cái kỹ năng quan sát thật ra có những bạn yếu kỹ năng quan sát do vậy cái kỹ năng mà tự hoàn thiện năng lực sáng tạo của mình đó, nó đang có vấn đề Chứ vậy lời khuyên của thầy nếu như các bạn theo học ngành truyền thông đa phương tiện hoặc là những ngành thuộc về quảng cáo hoặc là ngành thiết kế đồ họa thì bên cạnh những cái học phần những kiến thức mà nhà trường trang bị cho các bạn thì các bạn phải nỗ lực rất nhiều lần để mình có thể thành công được giữa hàng ngàn hàng vạn người cũng cùng học một lĩnh vực giống như mình mà đặc biệt theo thầy nghĩ là cái khả năng mà khả năng quan sát và khả năng tiếp thu từ đó mình hoàn thiện mình hơn nó chính là những cái vấn đề mà thầy đề cao do đó rất là mong các bạn sẽ có những kỹ năng đó ngay từ khi học trên cái nhà trường à, cái này chắc là cô thảo sẽ chia sẻ một chút xíu bởi vì bản thân cô thảo là người đang phụ trách cái bộ môn kỹ năng tư sáng tạo à, nghiên cứu về sáng tạo thì thực ra sáng tạo là nó là một trong những cái kỹ năng mà nó có ảnh hưởng từ vật tố chất từ trong não bộ của chúng ta Tuy nhiên các bạn phải hiểu rằng câu chuyện là cần cù nó sẽ bù thông minh. Nghĩa là nếu như mình không phải là người có tố chất quá tốt về sáng tạo thì mình hoàn toàn có yếu tố về kỹ thuật. Trong thị trường hiện nay, lao động hiện nay, những người có cái khả năng xuất chúng về ví dụ như là viết về kịch bản có không? Có, mà họ không qua trường lớp. Tạo ra những cái bộ phim có không? Có, dù không qua trường lớp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm điều đó được nếu như không qua sự đào tạo và đó là lý do tại sao chúng ta nên đi vào những cái chuyên ngành cụ thể chuyên sâu để các bạn phát triển bởi vì sao ở đó thầy cô sẽ dạy cho các bạn những cái kỹ thuật và phương pháp để các bạn có thể sáng tạo sự sáng tạo là đưa ra được những ý tưởng thông qua cái sự quan sát như thầy Phương chia sẻ nhưng mà nếu như các bạn chỉ ra được cái ý tưởng cái hình ảnh đó mà các bạn để trên trang giấy không mất, thì nó sẽ không có thành một cái thành phẩm để các bạn có thể phát triển được mà các bạn phải có một cái gì ạ sự bài bản về kỹ thuật về phương pháp về đường đi một quy trình để tạo ra một cái ứng phẩm như các bạn thấy hiện nay có tính cạnh tranh cao với những sản phẩm những cái đối thủ khác cho nên là vẫn câu chuyện là gì ạ sự sáng tạo yêu cầu về bẩm sinh nhưng phần nhiều còn lại chính là cái kỹ thuật mà cái kỹ thuật đó sẽ được đào tạo tại trường đại học và đặc biệt là những cái chuyên ngành có liên quan như là truyền thông à, hoặc là à, đồ họa vân vân các bạn nhé cho nên là hy vọng là bạn đừng có lo quá vào vấn đề câu chuyện sáng tạo ở đây chúng ta vẫn có thể hoàn toàn rèn luyện được điều đó dạ yeah. vũ hoàn toàn đồng ý với cô thảo à, khoe chút xíu, xíu là vũ là thạc sĩ ngành kinh tế sáng tạo dạ nên là một cái điều thú vị là sáng tạo cũng cần phải có công thức có kỹ thuật và có phương pháp nếu mà bạn cần à, chia sẻ hơn thì có thể tìm kiếm thêm thông tin nhé à, thầy linh có chia sẻ gì thêm về sự sáng tạo không thưa thầy à, đối với một người làm nghề truyền thông thì à, sự sáng tạo là sự bắt buộc rồi à, nên là cái yếu tố này yếu tố tiên quyết khi các bạn bắt đầu theo đuổi cái ngành nghề truyền thông à, tuy nhiên sự sáng tạo của ngành nghề truyền thông còn đòi hỏi một cái yếu tố nữa đó là sự thấu hiểu à, khi mà các bạn nhận được một, một uh, đơn hàng hay một yêu cầu nào đó các bạn sáng tạo không ngừng các bạn sáng tạo bay bổng các bạn sáng tạo liên tục thì nhiều khi khách hàng cũng sẽ không hiểu là các bạn đang sáng tạo gì nên là cái sự sáng tạo của các bạn đôi lúc cần phải được kiềm chế bởi cái tư duy uh, khách hàng cái tư duy mà thấu hiểu khách hàng của mình à, đang muốn gì à, nói nôm na thì cái sự sáng tạo của các bạn là một quả bóng và những cái yêu cầu của khách hàng như là kinh phí như là à, mục tiêu của khách hàng sẽ là một sợi dây để kiềm chế cái quả bóng đó lại và quả bóng đó, nó sẽ bay ở một cái tầm cao mà à, tỏa sáng được tốt nhất đối với mỗi đơn hàng à, do đó cái sự sáng tạo của các bạn à, là một cái năng khiếu còn sử dụng cái sự sáng tạo như thế nào thì điều đó chắc là phải qua trau dồi cũng như là qua rèn luyện cảm ơn các bạn xin được cảm ơn phần trả lời của thầy linh một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn thạc sĩ chế già thảo xin được cảm ơn à, thạc sĩ nguyễn trần ngọc phương xin được cảm ơn à thạc sĩ võ trần hải linh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ở phần 2 giải đáp những thắc mắc đưa đến những thông tin giá trị và bổ ích đến quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh và thưa quý vị chương trình ngày hôm nay chủ đề phát sóng thứ bảy của chúng tôi liên quan đến nhóm ngành truyền thông đồ họa và quảng cáo xin phép được khép lại tại đây một lần nữa xin được cảm ơn các thầy cô trong ban tư vấn rất là nhiều và nếu mà quý vị chúng ta vẫn còn thắc mắc thì quý vị có thể truy cập vào những địa chỉ sau đây để tìm kiếm thông tin quý vị nhé quý vị có thể truy cập vào website của báo giáo dục thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là www.giáo dục.edu.vn www.giáo dục .edu.vn .edu hoặc là website của trường học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh UTEC ở địa chỉ là www.hutec.edu.vn www.hutec.edu.vn hoặc là bất kỳ một website nào của các trường đại học mà quý vị đang đặt để sự quan tâm của mình. À, nếu mà quý vị chúng ta vẫn còn thắc mắc thì rất có thể là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau à, liên quan đến nhóm ngành khoa học sức khỏe sinh học và môi trường em nghĩ đây sẽ là một chủ đề mà nhận được rất là nhiều những câu hỏi những ý kiến từ phía quý vị phụ huynh và các bạn học sinh bởi vì vấn đề về môi trường về sức khỏe à, về sinh học thì à, trong thời điểm này rất là cấp thiết và nếu mà quý vị chúng ta có những sự quan tâm và có những câu hỏi thắc mắc thì đừng quên là chúng ta có hẹn với nhau vào 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau tức là ngày 12 tháng 4 năm 2020 còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay chúc quý vị sẽ giữ cho mình một tinh thần thật là sảng khoái một sức khỏe thật là tốt trong mùa dịch này và rất mong xin được gặp lại tất cả quý vị xin chào và hẹn gặp lại